Kiếm lai chương 782 Tiên sinh vẽ mặt nghiêm trang nghiêm túc đáp, truyền đạo học nghề, có thể giải một nghi hoặc là một nghi hoặc Lẽ phải trên sách, có thể nói một lý là một lý Thái Kim giảng trở lại Vân Hà Sơn, cho dù nàng đề tu hành gây hoang mang đã mất, vẫn là không hề nóng lòng tăng lên cảnh giới Chỉ là đọc một lượt bộ sách tề tiên sinh đề cử, suy nghĩ lại hết lần này đến lần khác những lời nói của tiên sinh Người ngoài cảm thấy nàng là hoang phế tu hành Thái Kim Giảng tự biết mình không phải như vậy. Sau lại nàng nghe sư phụ nói riêng với nàng, vị tề tiên sinh kia đã chết, ở trên không bản đồ phương Bắc Bảo Bình Châu, một mình nên địch mấy vị thiên thượng tiên nhân, cuối cùng hóa thành tro bụi, thế gian không còn tề tỉnh xuân nữa. Thái Kim Giảng không giống như cực kỳ bi thương gì, chỉ là cảm thấy có chút mất mát. Từ sau đó, lại bắt đầu buông sách vỡ một lần nữa tu hành, rất nhanh thôi đã thành công phá vỡ một cảnh, hơn nữa cố ý áp chế cảnh giới, tránh cho quá mức kinh thế hải tục. Lúc này nàng mới có cơ hội lộ diện lần này bái phỏng lão Long Thành. Đủ loại phúc họa tương y, tất cả bắt nguồn từ lần gặp gỡ trong ngõ nê bình. Xét đến cùng, là do lúc trước trên đường tu hành mình lầm đường lạc lối, gây tai họa thảm cho thiếu niên kia. Mà rõ ràng, thái độ của vị tiên sinh kia đối với thiếu niên, không giống như là một vị thánh nhân đang quan sát thương sinh, tất cả lấy quy củ làm chuẩn, mà như là trưởng bối đang bảo vệ vãn bối, thậm chí có thể không thèm nhìn quy củ. Bởi vì nếu mình chết bên trong nhỏ nhỏ, khả năng cái gọi là đại thế thiên đạo phản công cùng Phật gia nhân quả báo ứng sẽ rơi ở trên đầu thiếu niên kia. Sau đó, Tề Tiên Sinh truyền đạo giải thích nghi hoặc cho mình, lại thực thuần túy, đại khái là cảm thấy nàng còn cứu được, cho nên vị tiên sinh kia nguyện ý vậy. Thái Kim giảng muốn hiểu rõ rất nhiều chuyện trước kia nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới, tâm cảnh thông thấu, quét đi toàn bộ bụi bặm hơn nữa Vân Hà Sơn xem trọng quan tưởng nhất, cho nên mới có thể tấn mảnh phá cảnh. Thân ở Lão Long thành phủ đệ Long Hưng của thành chủ tương lai, Thái Kim Giảng không phất tay áo bỏ đi, đột nhiên hiểu ý cười nói, Phù Nam Hoa, chúng ta lần đầu tiên kết minh, kết cục thảm đạm, hôm nay lần thứ hai kết minh, ngươi ta lại đánh cược một phen. Ta cá là ngươi có thể mặc vào Lão Long bào, ngươi cực ta có thể lên làm sơn chủ Vân Hà Sơn, như thế nào? Hiện tại ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ta nắm đại quyền Vân Hà Sơn, toàn bộ Vân Căng Thạch, không chia phần bán cho năm thế gia vọng tộc Lão Long Thành còn lại, toàn bộ cho phù gia ngươi. Trước khi làm được như vậy, ta cũng sẽ thông qua sư phụ, tận lực đề cao số định mức, bán cho chiếc thôn bảo kình kia của ngươi. Phù Nam Hoa có phần trở tay không kịp, hoài nghi trong đó có dối trá gì hay không, hoặc là có huyền cơ khác, trong lúc nhất thời ngược lại không dám chắc chắn quả quyết như trước. Cảnh ngộ ở Ly Châu Động Thiên, Tuy không trở thành khúc mắt ma chướng trên đường tu hành, nhưng mà không giải quyết dứt khoát rõ ràng mạch lạc, nhanh chóng hạ quyết tâm xử trí thiếu niên chân đất ngõ nê bình kia như thế nào, trong lòng phù nam hoa thực không thoải mái. Thái Kim Giảng đã đứng lên, đi tới gần một cây cột nhà long nhiễu lương, tỏ ra hứng thú thưởng thức viên bảo châu tuyết trắng. Phù Nam Hoa cuối cùng cũng không nhận lời hoặc là cự tuyệt Thái Kim Giảng, chỉ nói để cho nàng chờ vài ngày. Sau khi Thái Kim Giảng rời khỏi tư dinh này, phù nam hoa tháo xuống mảnh ngọc bội lão long thành mang nhiều ý nghĩa phi phàm nắm trong lòng bàn tay thông thả bước đi quanh đại đường cân nhắc lợi hại một vị nam tử cao lớn mặt long bào vì thế nặng nề không không xuất hiện ở trong đại đường đứng ở bên cạnh long nhiễu lương ngửa đầu ngắm nghĩa viên bảo châu mà cự long đang ngậm tựa như nam tử muốn thông qua tầm mắt vân hà sơn thái kim giảng nhìn thấy được nơi càng sâu xa hơn hắn tới vô thanh vô tức Thế cho nên Phù Nam Hoa căn bản không phát hiện ra, đợi tới thời điểm Phù Nam Hoa ý thức được, nam nhân Long Bào thu hồi tầm mắt, nhìn phía người con trai trưởng này, hỏi: "Vì cái gì không đồng ý với cô ta?" Phù Nam Hoa hồi đáp, luôn cảm thấy tâm ý nan bình. Nam nhân Long Bào chính là lão Long Thành thành chủ Phù Huệ, thuận miệng nói, rất đơn giản, hoặc là giết Trần Bình An, mạnh mẽ áp chế tâm hồ gần sống, lấy phương pháp tự lực, kiệt lực chặt đứt toàn bộ ảnh hưởng một vị nho gia thánh nhân mang tới cho ngươi hoặc là thuận thế mà làm, một vài u cục khúc mắt khó có thể xóa đi, ở nơi khác là càng đi tới chỗ cao, tỳ vết tu đạo sẽ càng lớn, nhưng phù gia lão Long Thành, vốn là một trong những bí pháp kết thành tâm hồ Trân Châu. Nam nhân cười khẩy nói, có chút nan đề như vậy, ngươi cũng phải rối rắm như thế. Xem ra lão Long bào trên người ta, đời này ngươi không định mặt. Phù Nam hoa mồ hôi đầm đìa. Nam nhân lắc đầu, một người chết, một thiếu niên, khiến cho ngươi không thoải mái như thế, phù huệ ta sinh ra một đứa con ngoan. Phù Nam Hoa sắc mặt trắng bệch. Nam nhân kéo kéo khóe miệng, vậy ngươi có biết hay không, năm xưa khi ta đã mặc lão long bào, vì hai chữ phù gia, quỳ ở trên đất đau khổ cầu xin người ta, dập đầu đến nổi lộ cả xương trắng, hôm nay không có khúc mắt. Phù Nam Hoa đầu óc trống rỗng, lặng lẽ rơi lệ mà không hề hay biết. Nam nhân cười dễu cực một tiếng, trôi đi không thấy nếu có ai có thể vượt qua đảo cấm chế kỳ diệu của đảo huyền sơn thành công tiến vào nơi giáp giới giữa hai tòa thiên địa đều sẽ cảm khái có đại kỳ quan một bức tường cao cao ngất trong mây mãi mãi không thay đổi sừng sững đứng giữa thiên địa phía nam tường cao chính là chủ nhân chân chính của tòa thiên hạ này phía bắc tường cao là một tòa thành không có tường những kiếm tiên cắm rễ sớm nhất ở đây từng nói nếu bị yêu tộc bay qua kiếm khí trường thành trên đời này còn có tường thành nào đáng nói từ sau đó, bên ngoài thành trì vốn không có cho dù chỉ là một viên gạch. Hơn 10 vạn kiếm tu, ngăn cách với thế nhân, đời đời kiếp kiếp cư trú ở nơi này, trừ một số rất ít người có thể đi hướng đảo Huyền Sơn, hầu như mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn cả đời chưa từng đi đến tòa hạo nhiên thiên hạ kia. Sinh ở đây, chết ở đây, lấy chết trận bên ngoài kiếm khí trường thành là vinh, lấy chết già bên trong kiếm khí trường thành là nhục. Có một số việc, Nơi đây khác hẳn với Hạo Nhiên Thiên Hạ bên ngoài, nhưng có một số việc vẫn là có phần không thể tránh được sự tương tự, ví dụ như tòa đại thành không tường không có tên tuổi này, cũng có một vài đại gia tộc thâm căn cố đế, nhưng mà khác với đại gia tộc bên ngoài. Cần tận tình khuyên bảo đối với con cháu nói cái gì sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, ở trong này căn bản không cần thiết, bởi vì gia tộc có lớn đến mấy, cho dù là con trai trưởng, thậm chí là con trai trưởng một dòng độc đinh, khi tới 12 tuổi đều phải nhận chức trách đưa kiếm. Muộn nhất 16 tuổi đi hướng đầu tường phía nam xuất kiếm, trẻ nhất 30 tuổi phải rời khỏi đầu tường, đi hướng phía nam chém giết yêu tộc. Ở trong này, hầu như toàn bộ nữ tử đều hy vọng gả cho nam tử cao hơn kiếm thuật so với mình, nếu nam tử chết trận, nàng liền theo sau, để lại con cái. Thế gian bất cứ bài thơ ca biên thùy nào được người ta ưa thích cũng không thể so sánh được với chiến sự nơi này. Thậm chí nếu có người ngoài lộ ra vẻ bi tráng thảm thiết, bọn họ ngược lại sẽ cười nhạt, loại chuyện này, có gì ghê gớm chứ? Trận đại chiến sự thứ hai tạm dừng một thời gian, tòa thành trì phương Bắc kiếm khí trường thành này lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Trong thành cũng có tiểu kiều nước chảy đình viện sâu sâu, có nhà cao cửa rộng phủ đệ thạch sư tỏa trấn, có cao lầu kiều diễm kiếm phổ lâm lập, cũng có từng mái nhà tranh đơn sơ tổ tôn đồng đường. Ở một tử quán bên phố, có sáu người ngồi vây quanh bàn, một cô gái anh khí mi như hiệp đao cùng một cô gái thần sắc chất phát cục một tay ngồi trên chiếc ghế dài người sau dáng người thấp bé nhỏ nhắn nhưng mà lại đeo một cây kiếm lớn làm người ta lè lưỡi một nam tử tập quán tuổi tác lớn nhất bộ dáng tuấn lãng nhưng mà một thân kiếm khí ngưng tụ lại như thực chất bên hông bội kiếm mơ hồ tản mát ra một cổ hạo nhiên khí một thiếu niên mập mạp cười tủm tỉm uống từng hớp rượu nhỏ ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế dài mông rất lớn mặt ghế rất hẹp cho nên hắn ngồi không được thoải mái mấy, thường xuyên phải xoay tới xoay lui, thanh kiếm đặt ở trên hai chân kia, tuy ở trong vỏ, nhưng mà tử điện quanh quẩn, trung lên xèo xèo. Có vài điện quan tạc liệt bắn lên trên bụng, thiếu niên mập mạp sẽ lập tức trùng mình một cái, hít một hơi khí lạnh. Ngồi bên cạnh hắn là một thiếu niên da đen như than, mặt đầy sẹo xấu xí, thanh kiếm huyền bội, tên cũng rất kiều diễm son phấn, tên là Hồng Trang ngồi đối diện thiếu niên xấu xí là một thiếu niên dung nhan tuấn mỹ bên hông trái phải đều huyền bội một kiếm chỉ là kiếm không có vỏ thân kiếm viết hai chữ vân văn bằng chữ triện theo phong cách cổ xưa sáu người này kề vai chiến đấu trong trận đầu chiến dịch chỉ là lần đó bọn họ thiếu một bằng hữu tên là khúc khúc lúc này đây vận khí tốt hơn một chút sáu người trừ mỗi người bị thương cũng không có người nào bỏ mình chết trận nhưng chi đội kiếm sư của bọn họ hai vị kiếm tu mười cảnh nội lực thâm hậu đã không thể còn sống trở lại kiếm khí trường thành, không thể đi xuống đầu tường quay về nhà. Thiếu niên mập mạp thích uống rượu, càng thích mời rượu. Thiếu niên tuấn Mỹ họ động, giống như thích nhất là mắng thiếu niên mặt sẹo xấu xí kia. Cô gái cục một tay thích thi thoảng liếc mắt nhìn vị nam tử cập quan. Cô gái anh khí lại thích một mình uống rượu, một mình ngây người, nhưng mà ngay cả khi nàng suy nghĩ xuất thần, cũng tuyệt đối không có chút cảm giác nhu nhược cũng giống như không giảm bớt thần khí oai hùng. Sau đó có hai cô gái tuổi ước chừng 18-19 đi tới, một người ngồi ở bên cạnh thiếu niên xấu xí, ba người chen chúc trên một chiếc ghế dài, làm hại thiếu niên mập mạp chỉ đặt được nửa mông trên ghế, vô cùng khốn khổ. Thiếu niên họ động cũng không dám mắng thiếu niên xấu xí, sợ hãi rụt rè, hình như rất sợ đối diện tỷ tỷ mặt tròn hòa khí vui vẻ kia. Cô gái thanh tú cầm nhọn khác, không chút do dự ngồi ở bên cạnh thiếu niên tuấn mỹ, để cho người sau không nhịn không được liếc mắt khinh thường, nghĩ rằng cô nàng mặt mũi xinh đẹp không bằng ta kia, cũng không biết xấu hổ muốn trở thành bạn chung giường với ta sao. Sau khi tỷ tỷ mặt tròn hỏi chuyện, mới biết được thì ra nam tử tập quán kia đã chấm dứt lịch luyện, phải lập tức quay về nho gia học cung trung thổ thần châu, đến lúc đó sẽ từ hiền nhân trở thành quân tử. Hắn tháo xuống thanh, hạo nhiên khí kia, đặt lên bàn, nói đây là A Lương đưa cho kiếm tu của kiếm khí trường thành, không phải đưa cho hắn cho nên phải lưu lại thiếu niên mập mạp tươi cười rạng rỡ cũng không phải là một ngày hai ngày hắn thèm nhỏ giải thanh kiếm đó cho nên nhanh chóng gật đầu liên thanh khen ngợi nam tử nho gia học cung giảng nghĩa khí biết quy cũ hoan nghênh về sau lại đến hắn nhất định hoan nghênh hai tay hai chân cô gái chất phát cục một tay phá lệ mở miệng nói hắn hai lần tử chiến chém giết nhiều yêu tộc trong ngũ cảnh như vậy có thể mang hạo nhiên khí đi thiếu niên tuấn mỹ căn bản không quan tâm đối với chuyện này nhìn trái nhìn phải, xem có người quen nào đi đường có thể giúp hắn thanh toán trả tiền hay không. Thiếu niên xấu xí chỉ lo vùi đầu uống rượu, cô gái mặt tròn là tỷ tỷ hắn liền khuyên hắn uống ít thôi, thiếu niên than đen ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc cô gái có chút bất đắc dĩ. Cô gái anh khí giải quyết dứt khoát, lấy đi. Mọi người cũng không dị nghị gì. Dù cho chỉ có một bàn người, có người sắp là quân tử học cung, còn có người họ đổng, họ trần nếu như lại có người họ tề. Như vậy ba dòng họ ở kiếm khí trường thành đều có ở đây. Thiếu niên Tuấn Mỹ đột nhiên nhíu nhíu mày, nói thầm thì, đi như thế nào cũng có thể gặp phải phân chó ị bậy. Trên ngã tư đường có một nhóm người, phần nhiều là đệ tử trẻ trung chưa đến 20 tuổi, mỗi người kiếm ý hùng hậu, sát khí 10 phần. Thực đúng dịp, người cầm đầu trong đó vừa hay lại mang họ tề, phía sau lưng đeo một vỏ hai kiếm, thân hình cao lớn, khí thế lăng nhân hắn dẫn đầu đi ra khỏi đội ngũ đi tới bên cạnh tử quán nhìn đăm đăm về phía cô gái anh khí kia tận lực không để cho mình có vẻ khí thế bức nhân giọng điệu hòa hoãn cười hỏi trữ diêu khối trảm long đài của nhà cô rốt cuộc có bán hay không giá tốt thương lượng nhà của ta khẳng định có thể sẽ không mua hố của ngươi hơn nữa cha mẹ ta cùng cha mẹ cô là giao tình thế nào cô hiểu rõ hơn so với ai khác nếu không phải gia gia của ta ngăn trở năm đó chúng ta kém chút nữa đã thành qua nhi thân đúng không? Cô gái anh khí cũng không ngẩng đầu lên, cút. Nam tử họ tề cũng không tức giận, xoa xoa cầm, xoay người bước đi, dứt khoát. Trong đội ngũ có người tức giận bất bình, tiếng nói không lớn, kỳ quái nói, có người chính là phúc khí tốt, cha mẹ đều là đại kiếm tiên, nhưng thật lợi hại, lợi hại đến thiếu chút nữa hại chúng ta thua mất cả tòa kiếm khí trường thành, chật chật he he. Cô gái anh khí thờ ơ không quan tâm. Nhưng mà trên bàn rượu, mọi người đều đột nhiên đứng dậy, đến ngay cả vị học cung quân tử tới đây lịch luyện, đều cầm lên thanh hạo nhiên khí. Thiếu niên mập mạp nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng dày, ui, mới vừa nói gì, đại gia ta không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Thiếu niên Tuấn Mỹ đã trực tiếp chửi ầm lên, thằng oắt con, đậu má tổ tông 18 đời nhà ngươi. Hắn liếc mắt nhìn cục thang đen đối diện, nói xem. Ai lên trước? Thiếu niên xấu xí trực tiếp nhất, bả vai rung lên, vung khỏi trói buộc của tỷ tỷ rút kiếm đi về phía trước nam tử trẻ tuổi họ tề vương một cái cánh tay ý bảo mọi người phía sau đừng nói chuyện nữa sau đó bước ra một bước cười hỏi đổng thang đen ngươi thật sự muốn đánh thiếu niên xấu xí mặt không chút thay đổi chỉ là đi về phía trước hai tay đã đè lên chui kiếm hai sườn trái phải một thanh kinh thư một thanh vân văn đều là a lương từ một nơi tên là vương triều đại ly bảo bình châu tùy tay ném lại đây hôm nay a lương đi rồi Trữ tỷ tỷ đã cứu mình ba lượt, cha mẹ của nàng đã mất, những lúc như thế này đổng họa phù mà không làm chút gì, sẽ không xứng họ đổng. Cô gái mặt tròn mỉm cười nói, đừng giết người là được, những chuyện còn lại, tỷ có thể giúp đệ giải quyết với bên gia gia. Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, đến ngay cả nam tử trẻ tuổi họ tề cũng cảm thấy có vẻ khó nhai. Đột nhiên, một tràng tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn cốc cốc vang lên. Thiếu niên thang đen quay đầu nhìn lại. Trữ Diêu lạnh nhạt nói, thang đen, quay lại uống rượu đi. Thiếu niên rầu rĩ xoay người, trở lại chỗ ngồi cũ, cô gái mặt tròn sờ sờ đầu hắn, thiếu niên vốn là tâm tình bực bội lập tức trợn mắt nhìn, tỷ tỷ hắn làm mặt quỷ ngây thơ, nhìn không chớp mắt thiếu niên tuấn mỹ. Hai bên lúc này mới không có đánh nhau to. Kiếm tu trẻ tuổi họ tề dẫn đồng bạn đi xa, sau khi đã đi thật xa mới nói với người trẻ tuổi lên tiếng khiêu khích kia, sắp tới đừng ra khỏi cửa, hoặc là trực tiếp đến nhà ở. Người nọ ừ một tiếng, không do dự gì, trong lòng thấp thỏm bất an. Sau khi mọi người một lần nữa ngồi trở lại vị trí, trữ diêu thở dài, các ngươi đã lớn từng này rồi, còn tính trẻ con như vậy. Hơn nữa, những chuyện nhà của ta, người ngoài các ngươi xen vào làm gì, tự ta ghi nhớ là được rồi. Một bàn lớn trầm mặt không nói gì. Nàng nhớ tới một chuyện, nhếch khóe miệng, cười lạnh nói, nghe nói tên kia bị đạo lão nhị một quyền đánh trở về hạo nhiên thiên hạ. Khi trữ diêu nói tới người này, hầu như mọi người đều có ý cười. đương nhiên vị học cung quân tử kia là cười khổ. Thiếu niên mập mạp xuất thần nhất, không biết là nghĩ tới nơi thương tâm hay là chuyện vui vẻ gì, hung hăng đổ vào miệng một ngụm rượu. Sau lần đầu tiên hắn đi lên đầu tường giết địch, lúc ấy thiếu niên vẽ mặt chờ mong nhìn hắn tử lôi thôi lết thích kia, hỏi: "A lương a lương, một kiếm kia của ta như thế nào? Có được một nửa phong thái của ngươi hay không?" hán tử chỉ là uống rượu từ à đáp cho có lệ a lương ngươi nói câu gì đi chứ tốt hay xấu gì đều được được rồi kiếm thuật ngươi vừa thể hiện rất kiều diễm là ý gì đây ý của ta a nói đúng là ngươi đánh loạn kiếm mạnh như hổ kết quả là đánh chết một con chuột lúc ấy thiếu niên một thân vết máu lã chả chực khóc tội nghiệp cảm thấy trời đất sụp đổ có lẽ đời này mình cũng không có đại tiền đồ gì sau đó nam nhân kia ném bầu rượu cho hắn, cười nói, khi ta bằng tuổi ngươi bây giờ, còn không bằng ngươi. Chàng béo nhất thời ưỡn ngực, đó là lần đầu tiên hắn uống rượu, thực sự khó uống bỏ miệng. Thiếu niên Tuấn Mỹ một tay nâng má, miệng cắn chén rượu, nhẹ nhàng ngửa đầu có thể uống một ngụm rượu. Động tác này, lúc trước chính là học từ tên kia, rất soái khí. A à, Lương, nghe nói ngươi từng đi trúc Hải động thiên, trúc phu nhân kia, rốt cuộc có đẹp không? đẹp a à, hai chân dài cực ta hỏi khuôn mặt mà chân dài hay không có ý nghĩa gì sau đó thiếu niên đã bị hán tử cà lơ phất phơ uống rượu đưa tay đẩy đầu ra hai ta không tán gẫu được với nhau đến nay cả cô gái mặt tròn thủy chung không uống rượu trên mặt đều có chút ý cười say say nàng từng dũng khí mười phần đứng ở trước mặt nam nhân kia hỏi a lương nhớ nhà không nhớ a à. lần sau về nhà dẫn theo tức phụ trở về chứ cũng muốn A. À. A à lương A à lương, dẫn ta, dẫn ta nha. Nam nhân vẽ mặt tươi cười cùng kinh ngạc, ai da chưa từng nghĩ A à lương ta phiêu bạch giang hồ, chưa bao giờ gặp gỡ đối thủ, hôm nay bị một cô gái tuổi trăng tròn đụng phải thắt lưng già. Đệ đệ cô gái lúc ấy còn lộ vẻ con sên, tiểu thang đen ngồi ở một bên, nhưng mà lúc đó cũng còn nhỏ, liền xì một tiếng kinh miệt. Nam nhân đưa bầu rượu cho cô gái, sờ sờ đầu của nàng, làm tức phụ của ta thì bỏ đi, A Lương ta một tay giang hồ ăn chơi, không hại những cô nương tốt. Cô gái tiếp nhận bầu rượu, lại không dám uống. Nam nhân cười ha ha nói, "Vụng trộm uống mấy hớp, không sao đâu, uống rượu của ta, lão tổ tông nhà cô dù có nghiêm khắc đến mấy cũng sẽ không mắng cô, chỉ biết mắng A Lương ta." Thời điểm cô gái ngây thơ uống rượu, nam nhân điểm mũi chân một cái, đứng ở trên đầu tường kiếm khí trường thành, nhìn ra phương xa, hai tay vuốt tóc từ trán ra sau đầu, cảm khái nói: rượu có thể làm hồng hai gò má, sầu có thể khiến đầu bạc như tuyết. Tiểu nha đầu, về sau muốn tìm nam nhân, nhất định phải tìm người như ta, học rộng hiểu nhiều có thể ngâm thi làm phú. Đương nhiên, ta là nói tìm giống ta, chứ không phải ta. Tiểu thang đen đột nhiên hét lên, A Lương, ta muốn đi vệ sinh. Ta muốn đi vệ sinh ở phía nam, nhanh lên, không nín được nữa rồi. Nam nhân nhanh chóng nhảy xuống đầu tường, hùng hùng hổ hổ ôm lấy tiểu vương bác đảng này, bắn đi như cầu vòng, đi hướng phía nam. Về phần phía nam có nguy hiểm hay không, có đại yêu ẩn nấp phụ cận hay không, nam nhân đương nhiên không quan tâm. Cô gái mặt tròn cũng không quan tâm, bởi vì hắn là A Lương. Tại tòa thiên hạ này, không có địa phương nào A Lương một người một kiếm không đi được. Gia gia nàng có không thích nam nhân này đến mấy, cũng sẽ không nói A Lương kiếm thuật không đủ cao. Kết quả thằng nhóc đến cùng là không nhịn nổi, bỉnh ra đầy đũng quần, nam nhân vừa ngồi xổm xuống ao nước giặt sạch quần cộc vừa nhìn vương bác đảng cởi trùng chạy loạn thấp giọng cười nói là do năm xưa ta cự tuyệt mẫu thân ngươi bảy tám lần mà thôi hôm nay đến cùng vẫn là gặp báo ứng a ta còn giống cha hơn so với cha ruột ngươi cuối cùng nam nhân này đi rồi nam nhân không còn kiếm sau khi khắc xuống một chữ mảnh đội mũ trúc rời khỏi kiếm khí trường thành ngày đó trong thành trì phía sau kiếm khí trường thành không biết có bao nhiêu phụ nhân cô gái uống rượu nam nhân của các nàng cũng uống rượu sầu buồn. Càng về sau, hán tử huyền bội một cây trúc đao, tìm được thiếu niên tề tỉnh xuân lựa chọn tin tưởng, nói với hắn, ta tên là A Lương, Lương trong thiện lương. Ta là một kiếm khách. Sau khi đã quen thuộc, nam nhân cười nói với thiếu niên ngõ nê bình nơi hạo nhiên thiên hạ, ngươi có biết hay không, trên đời này cô gái thích A Lương ta, nhiều vô kể. Thiếu niên khi đó chỉ nghĩ là hắn chém gió. Bàn rượu tán đi, bằng hữu chia tay. Trữ Diêu một mình về nhà. Dọc theo đường đi có rất nhiều chỉ trỏ. Có thương hại, có châm chọc, có thở dài, có ngưỡng mộ. Trữ Diêu về nhà, vẫn là một trong những phủ đệ lớn nhất thành trì này, vẫn như cũ có rất nhiều kiếm tu gia tộc, nhưng mà thiếu một vài người. Nàng đi đến tòa thử kiếm tràng kia, sau đó nằm trên khối trảm long đài to như nhà tranh, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Trong phong thơ có ghi, tên ngu ngốc kia sắp đưa kiếm tới cho nàng như thế nào còn chưa tới nhỉ cô gái có chút tức giận quả nhiên trước khi trời tối trần bình an đã có được tin tức xác thực của hiệu thuốc bắc khôi trần trừ địa chỉ trong thành còn có trưởng quầy hiệu thuốc bắc họ trịnh cửa hàng là tổ nghiệp của phạm gia một trong năm thế gia vọng tộc lão long thành trịnh trưởng quầy nói khẩu âm đại ly phương bắc bề ngoài tính tình thô bỉ ham thích sắc đẹp mỗi ngày thủ trong cửa hàng ngỏ nhỏ nhỏ hỗn ăn chờ chết thực ra người này từng hai lần tiến vào phạm phủ, phạm gia đối với người này mười phần coi trọng, vô cùng có khả năng là võ đạo minh sư của cháu ruột phạm gia phạm cao thủy, về phần hình vẽ dung mạo của người này, phải đợi ngày mai mới có thể lấy được. Trần Bình An thần sắc cổ quái, căn bản không cần tốn tâm tư đi đoán, chính là người trong cửa trấn nhỏ quê nhà Trịnh Đại Phong. Về phần phạm gia lễ trọng Trịnh Đại Phong như thế, Trần Bình An không cảm thấy bất ngờ, một hán tử thường xuyên qua tay từng túi đồng tiền kim tinh, cho dù nhìn có không đứng đắn đến mấy, thân phận thực sự khẳng định không đơn giản. Nếu không dương lão nhân cũng sẽ không để cho hắn giúp mình loại trừ chân khí bát lưỡng phù. Trừ điều đó ra, công gia thụ cũng cho người mang đến đây hồ sơ ghi chép về hai chiếc độ thuyền sơn hải quy cùng quế hoa đảo, nói là để cho Trần Bình an hiểu hơn một chút về tin tức con đường hoàng đạo, hành trình vượt châu mấy trăm vạn dặm, phong vân khó dò, không phải việc nhỏ ngoài thông tin độ thuyền còn kẹp theo một phong thư tôn gia thụ tự tay viết cấp tốc đại khái ý tứ chính là lần này đi hướng đảo huyền sơn độ thuyền trần bình an ngươi lên độ thuyền tôn gia ta nhưng mà ưu khuyết giữa quế hoa đảo khi so sánh với sơn hải quy ta cũng nói với ngươi rõ ràng cái này nhìn như là một chuyện thực sự thừa hơi hơn nữa dễ dàng vẽ rắn thêm chân nhưng mà trần bình an xem xong thư sau khi hơi cân nhắc liền có phần bội phục đạo làm ăn của tôn gia thụ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mình nếu là thương nhân có hàng hóa cần di chuyển quanh lão Long Thành, cũng nguyện ý hợp tác cùng người như Tôn Gia. Chẳng qua Trần Bình An đã nghĩ sai một điểm, đó chính là Tôn Gia làm ăn lão luyện nơi lão Long Thành, dựa vào danh tiếng tổ tổ đời đời tích góp từng tí một, chứ không phải của cải, cho tới bây giờ là chọn lựa người khác trở thành bạn làm ăn của gia tộc, chứ không phải ai muốn buôn bán cùng Tôn Gia đều có thể làm được. Cho dù đối phương tiền tài quyền thế kinh người đến mấy cũng không được. Gia quy kỳ quái của tôn gia cùng kỳ nhân quái thai của phù gia giống nhau nhiều. Phá tứ cảnh, tìm hiệu thuốc bắc, chọn độ thuyền, liên tiếp đi làm ba chuyện lớn nhỏ, Trần Bình An ăn bữa tối, món canh hải vị giữa trưa đã đổi thành canh hải sản tươi, món này Trần Bình An ăn thật sự hăng hái, hạ đũa như bay, khó có được một bữa ăn no mười phần, Trần Bình An tản bộ dọc theo bờ sông, mặt trời chiều ngã về Tây. Phong cảnh hợp lòng người, Trần Bình An cảm thấy nơi này là một khối phúc địa của mình về sau nếu còn có cơ hội, nhất định sẽ lại đến. Trần Bình An đột nhiên có hứng thú câu cá, chạy về tổ trạch tôn thị, hỏi một vị lão quản gia có cần câu không, cùng với gần đây tình hình cá câu như thế nào, giữa sông có cá lớn hay không, có cần kết có hay không, lão nhân quen thuộc nơi đây cười nhất nhất giải thích, sau đó tự mình giúp Trần Bình An chuẩn bị thỏa đáng. Hai người cùng đi tới điểm câu cá nơi bờ sông, lão quản gia nghe nói Trần Bình An muốn câu cá đêm đến khuya, Vốn định giúp vị khách quý này dựng lều trại gần bờ, Trần Bình An vốn nghèo nên tuyệt không chú ý, đối với ăn, mặc, ở, đi lại, chưa từng có yêu cầu gì. Tất nhiên không muốn gật đầu đáp ứng, lão nhân cũng không bắt buộc, chậm rãi rời đi. Trần Bình An không vội thả cần câu, mà bắt đầu ở bờ sông tới tới lui lui luyện tập đi cọc, sau khi đi cọc một canh giờ, lại ở bờ sông đứng cọc một canh giờ, lúc này mới bắt đầu câu cá đêm, Trần Bình An nhắm mắt lại, tùy tay ném cần mồi câu tủng một tiếng rơi vào trong nước. Gió nhẹ thổi phất cây cải dầu hoa, nhị hoa rung rẩy. Nước sông chậm rãi chuyển dời, chảy về phía phương xa, trên mặt sông có thể thấy được gợn sóng, thủy mạch vô hình nơi đáy sông. Sợi dây câu mỏng như sợi tóc nhẹ nhàng khẽ động, khi thì kéo căng ra khi thì trùng lại. Trần Bình An cả đêm không hề động đậy, mặc cho cá nhỏ rỉa sạch mồi câu, cũng không có cá lớn mắc câu, sau đó cứ ngồi thiền như vậy tới hừng đông. Khi Trần Bình an lòng có cảm ứng, quay đầu nhìn Đông Phương xa xa, trong khoảnh khắc hắn chậm rãi mở to mắt, thấy được một màn sáng lạng đời này chưa bao giờ được thấy. Thánh nhân có câu, trong ánh bình minh khi ngày mới bắt đầu sẽ sinh ra xích hoàng khí. Mắt thường phàm thai, ánh bình minh vốn chỉ là đỏ tươi mà thôi, nhưng mà Trần Bình an lại từ bên trong ánh bình minh bầu trời sáng lạng Đông Phương, nhìn thấy một dãy khí lưu kim hoàng sắc, khí tựa du long, chậm rãi du duệ ở trong mây lửa đỏ. Trần Bình An Thủy chung ngửa đầu nhìn ánh bình minh vạn trượng cùng khí vàng ống ánh, đối mặt hào quang chói mắt cùng khí lưu vàng ống ánh, Trần Bình An hai mắt hồn nhiên không cảm thấy có gì không khỏe. Không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Bình An giống như nhận thấy được mây tía cuồn cuộn mà rơi, sau đó hắn hơi chấn động tâm thần, trong khoảnh khắc đó, lại có hơn 10 đạo du long kim sắc mãnh liệt thoát ra, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía hắn, khí thế hùng hổ, tựa như muốn nghiền áp nhân gian vị dám can đảm đối diện dò xét chúng nó. Những giao long này thế tới cực nhanh, Trần Bình An buông cần câu, đột nhiên đứng dậy, một thân quyền ý không tự chủ được mãnh liệt mà ra, che kín thân hình ngoại tại cùng khí phủ nội bộ, tâm tùy ý động, đối mặt khiêu khích, Trần Bình An chỉ cảm thấy giống như đối mặt lão nhân trúc lâu lạc phách sơn, thiên đại địa đại, chỉ có quyền pháp lớn nhất. Hắn nhất định phải ra quyền này. Hơn 10 con dao long màu vàng không có thân hình thực chất, đổ nhào thẳng xuống hướng Trần Bình An. Trần Bình An không nói hai lời, chính là đưa tay đi quyền vân chân đại trạch thức, hai chân trước sau đạp lên mặt đất rộng nơi bờ sông, kình đạo xuyên thẳng xuống dưới hơn một trượng, chẳng những mặt đất đùng đùng rung động, liên miên không dứt, như sấm mùa xuân rộn ràng trên mặt đất. Mặt nước nơi gần bờ cũng đồng thời khơi dậy từng trận hoa sóng, kích động đánh xô vào bờ bên kia. Mùng 1 cùng 15 đều lặng yên bắn ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm, nhưng mà đều lười biến tựa lên miệng hồ lô, giống như đang xem náo nhiệt, vẫn chưa xem những dao long màu vàng từ ánh bình minh tận trời bay vút xuống là kẻ địch. Trần Bình an tâm thần đắm chìm trong quyền ý, cũng không biết mình tạo nên phiên dị tượng kinh người này, chỉ là đơn thuần cảm thấy nếu đã tể thân tứ cảnh, ra quyền nên nhanh hơn, nhưng trước đó câu cá đêm, hắn thủy chung đang thích ứng thế giới mới mà mình vừa thấy. Cùng với củng cố từng tòa từng tòa khí phủ đại môn và bình ổn đạo khí cơ gây sóng gió trong cơ thể kia, vẫn không có cơ hội đệ quyền nghiệm chứng, như vậy đến cùng là nhanh như thế nào, phải xem ngay lúc này đây. Trở về cho ta. Trần Bình An đánh ra một quyền về hướng giao long cầm đầu nơi trời cao. Quyền cương địa chấn, thế cho nên tay áo ngập quyền ý, phồng phền, phần phật bay phất phới. Một tiếng nổ lớn. Nước sông kịch liệt cuồn cuộn, cây cải dầu hoa rầm rầm nghiêng lệch một mảng lớn. Giao long màu vàng to như miệng giếng, rõ ràng hư vô mờ mịt, cũng không có nhục thân, lại bị quyền ý mênh mông một quyền đánh trúng đầu, xây sẫm bị một quyền đánh cho bay ngược hơn 10 trượng. Sau lại là một trận tiếng nổ lớn liên tiếp. Hơn 10 dao long màu vàng toàn bộ bị Trần Bình An lấy vân chưng đại trạch thức đánh trở về bầu trời, chúng nó quanh quẩn không đi, cúi đầu nhìn phía Trần Bình An đã thay đổi một tư thế quyền phong cách cổ xưa, khí diễm làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt chúng nó vừa có khó hiểu, vừa có u oán, đành phải lắc đầu vung đuôi. Nhất tề quay về trong án mây bình minh, Trần Bình An sửng sốt một chút, nhìn lại lần nữa, đã không còn khí cơ màu vàng lưu chuyển, ánh bình minh phía đông tựa như cuối cùng đã khôi phục bình thường. Trần Bình An thu hồi tư thế ra quyền, có vẻ hài lòng thỏa mãn, nhếch miệng mà cười. Một quyền này đánh ra thật sự là rất nhanh và đủ mạnh, không hổ là võ đạo cảnh thứ tư, mỗi lần ra quyền đều như không có thiên địa trói buộc, không còn cảm giác dây dưa lôi thôi, quả thật thống khoái. Trên miệng hồ lô dưỡng kiếm, Mùng một cùng 15, hai mặt nhìn nhau, 15 tựa như ngượng ngùng không dám gặp người, trượt vào trong hồ lô dưỡng kiếm. Mùng một tính tình tương đối táo bạo, sau khi kinh ngạc dạy ra, vừa một cái bay vút dựng lên, tuy không thể tạo thành thương tổn thực chất, nó vẫn là lần lượt vô ích đâm thủng thân thể trần bình an, như là đang phát tiết lửa giận. Phi kiếm bản mạng và kiếm tu chủ nhân, ở khiếu là hư, xuất phủ là thực, đây là quy củ thiên kinh địa nghĩa, phi kiếm ra vào khiếu huyệt kiếm tu để dưỡng dục tuyệt sẽ không xúc phạm tới bản nhân kiếm tu, hôm nay mùng 1 cùng 15 hai thanh phi kiếm bản mạng, quan hệ cùng Trần Bình An đã không phải là chủ tớ kiếm tu cùng phi kiếm. Chưa nói tới tính mạng liên quan, đồng sinh cộng tử, giống như là khách ở trọ cùng chủ nhà hơn, nửa chủ nhân. Trần Bình An không hiểu ra sao, mặc kệ mùng 1, cứ vào đầu, sao vậy? Chẳng lẽ là cảnh thứ tư của ta quá yếu, khiến cho các ngươi cảm thấy mất mặt xấu hổ? Lúc trước dị tượng thiên địa ánh bình minh xuất hiện giao long màu vàng, sau đó lao thẳng tới tổ trạch tôn thị, ba kim đan một nguyên anh, tổng cộng bốn vị tôn gia cung phụng, không thể không nghiêm túc xem trọng, nhanh chóng tụ tập ở trong tàn thư lâu của một ngôi nhà trong tổ trạch. Hôm nay bốn người rốt cuộc không tranh cãi liên quan đến thiếu niên là luyện khí sĩ hay võ phu, nhưng mà lại có nhiều bước phát triển mới khác nhau. Bởi vì cảnh tượng kỳ dị nhường này, chỉ có hai loại khả năng, một là luyện khí sĩ thành tựu kim đan cảnh, từ đó tiêu giao trong thiên địa, cho nên đưa tới thiên địa cảm ứng, ở bên trong đang thất, kết thành một viên kim đang phẩm tướng cao thấp không đồng nhất, hoàn toàn dựa vào cảnh tượng bầu trời động tĩnh lớn nhỏ. Một loại là võ phu thuần túy tam phá tứ, lục phá thất, vế trước cơ hội rất nhỏ, có thể nói xa vời, vế sau lại là lẽ thường. Một khi hấp dẫn mà đến, dựa theo tục ngữ võ đạo, cái này gọi là có thể mượn đá trên núi để công phá ngọc, so với nê Bồ Tát qua sông càng khó thường thường có thể mượn cơ hội rèn luyện thể phách thần hồn, là một phút duyên kỳ ngộ rất lớn, nhất định phải quý trọng vô cùng. Thấy thiếu niên kia quyền pháp chân ý nhìn một cái không sót gì, hùng hậu vô cùng, cũng không phải luyện khí sĩ, cho nên tất nhiên là võ phu thuần túy, nhưng đến cùng là cảnh thứ tư hay là cảnh thứ bảy, bốn người lại có tranh chấp, lần này ba người tin tưởng vững chắc là cảnh thứ bảy. Cho nên gia chủ tôn gia thủ mới nguyện ý mời người này tới tổ trạch tôn thị, kết tình hương khói, hơn nữa tam cảnh phá tứ cảnh như thế nào cũng không thể dẫn đến khí tượng nguy nga vân long giáng xuống chỉ có một người tin tưởng vững chắc thiếu niên chỉ là vừa mới tể thân cảnh thứ tư đột nhiên vị tiều phu kia cười khổ nói trước tiên đừng tranh cảnh mấy không phải chúng ta nên bóp cổ tay thương tiếc thiếu niên kia không hiểu vì điều gì lại bỏ lỡ cơ hội sao ba người giật mình đều thở dài than thở thiếu niên ngắm cảnh đưa tới dị tượng là vì thiên nhân cảm ứng huyền diệu khó giải thích Đại cơ duyên thế gian võ phu thuần túy mong nhớ ngày đêm, cứ như vậy bị thiếu niên một hơi dùng vương bát quyền đánh qua trở về. Sau đó bốn người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, võ học thiên tài kinh diễm như thế, chẳng lẽ ân sư truyền đạo vốn không nói với hắn những chuyện sơ đẳng nhất này hay sao? Tỷ như Tam phá tứ hoặc là Lục phá thất, sẽ có một hồi thiên nhân cảm ứng, phải tranh thủ bắt lấy, có thể hỗ trợ củng cố cảnh giới. Bốn người đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ đến lão nhân trúc lâu truyền thụ quyền pháp cho thiếu niên, từng đi đến chỗ cao của võ đạo mười cảnh đỉnh phong, căn bản không cảm thấy loại chuyện này là cơ duyên gì, giống như thuộc loại ngoại vật không khác gì căn bản quyền pháp. Còn không bằng món gân gà ăn vào không có mùi vị gì, Trần Bình An học quyền pháp của hắn, thì không nên đi đường tắt này, nếu lão nhân chân Trần nhìn thấy cảnh lúc này đây, nhất định sẽ thoải mái cười to, cảm thấy thiếu niên làm tốt lắm, đây mới là chuyện ngu xuẩn Trần 11 sẽ làm. Giữa trưa, sau khi tôn gia thụ trở lại tổ trạch, trước khi đi gặp Trần Bình An, một vị lão tổ tôn thị nói chuyện riêng với gia chủ đương nhiệm, treo gẹo cười nói, ngươi thỉnh một vị thần tiên đến làm khách. Tôn gia thụ tò mò hỏi, lão tổ ẩn cư ở đây hơn 300 năm mới nói ra trận phong ba kia, tôn gia thụ đưa tay chụp cái trán bất đắc dĩ nói, đúng là thần tiên. Thời điểm cùng nhau ăn cơm, Trần Bình An phát hiện ánh mắt tôn gia thụ có chút cổ quái, có phần giống với khi xưa Lưu Bá Kiều nhìn mình. Trần Bình An tưởng lầm là buổi sáng khi đó ra quyền đánh Du Long, mang đến phiền toái cho tổ trạch tôn thị, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Là buổi sáng ta ra quyền, kinh động phù gia lão Long Thành. Để bọn hắn phát hiện dấu vết. Tôn gia thụ cười lắc đầu nói, lão Long Thành luyện khí sĩ cùng võ phu tông sư vạn vạn ngàn, chuyện kỳ quái rất nhiều, liên quan đến tổ trạch tôn thị, việc lạ sẽ trở nên không còn quá lạ, hơn nữa người khác không dám vô lễ dò xét nơi đây, cho nên lần này ngươi ra quyền, không có vấn đề gì. Nói tới đây, tôn gia thụ cảm thấy lời mình nói có phần trái lương tâm, cũng thay Trần Bình An cảm thấy đau lòng, do dự, có nên nói cho thiếu niên biết chân tướng hay không. Tôn gia thụ đắn đo nửa ngày, cuối cùng vẫn là thẳng thắn với nhau, nói rõ chân tướng cho Trần Bình An hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Sau khi Trần Bình An nghe xong, yên lặng uống rượu, dò hỏi, sáng mai ta lại đi ngắm bình minh còn có thể lại nhìn thấy những dao lông màu vàng không công gia thụ tức cười nói ngươi cảm thấy thế nào trần bình an thở dài uống một hớp rượu lớn cảm khái nói đọc sách ít nên chịu thiệt thòi a à. công gia thụ nhìn trần bình an nói đùa như thế nào đang suy nghĩ đêm nay lại đi ra bờ sông câu cá sau đó chờ ngày mai mặt trời mọc trần bình an kinh ngạc nói tôn gia thụ chẳng lẽ ngươi đọc thấu được lòng người công gia thụ dở khóc dở cười xua tay nói ta không có năng lực này nhưng nghe nói lão tổ tông thương gia bọn ta thật sự có thể sau đó trần bình an lại mang theo cần câu đi tới bờ sông tôn gia thụ xách giỏ cá đi theo bên cạnh trên đường cùng trần bình an nói chuyện hiệu thuốc bắc khôi trần trần bình an cũng nói mình đã phá tứ cảnh có đi đến hiệu thuốc bắc khôi trần hay không đã không còn quá quan trọng nhưng mà hắn vẫn muốn đi gặp người quen kia một lần công gia thụ không thấy vấn đề gì nói ngày mai có thể xuất phát, chỉ cần đến lúc đó chuẩn bị một chút, chắc chắn hắn không thể đi theo, ngược lại dễ biến lòng hảo tâm thành hỏng việc, nhưng mà sẽ để một vị kim đan cảnh gia tộc cung phụng đi theo hỗ trợ. Tôn gia thụ là người đứng đầu một nhà, những chuyện cần xử lý nhiều không đếm xuể, tất nhiên không thể cùng Trần Bình An ngồi không nơi bờ sông, cá tôn gia hắn muốn câu đều rất lớn. Tôn gia thụ nhanh chóng đi trở về phòng xử lý sự vụ nơi tổ trạch gia tộc, ngồi ở sau bàn, mở ra từng sắp sổ sách, trước người đặt một chiếc bàn tính cổ xưa cổ kính, bàn tính nhìn cũng không thần kỳ. Điều thần kỳ thực sự là ở bốn phía bàn tính có mấy vị tiểu nhân nhỏ bằng ngón cái đang ngồi. Cùng một mạch tướng thừa với ngân trùng trong truyền thuyết, sinh ra từ kim khố, sau lưng bọn nó có một lông cánh, vàng kim chói mắt, thời điểm không có việc gì sẽ thích lăn qua lăn lại chơi đùa đùa giỡn, ngụ ý tài vận cuồn cuộn. Khi tôn gia thủ tính toán nhanh những con số trong đầu, sẽ có tiểu nhân màu vàng bay vút tới hạt châu trên bàn tính, nhanh chóng thôi động. Bàn tính tổ truyền cùng đồng tử màu vàng kim không phải là tục vật, nhưng mà tất cả vật khác trong thư phòng đều thực một mặt bình thường, đến ngay cả ngọn đèn trên bàn kia cũng là như thế, cần tôn gia thụ thỉnh thoảng châm thêm dầu vừng, tôn gia từ xưa còn có tổ huấn truyền cho con cháu, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, một văn tiền. Cũng là căn bản gia tộc. Nên tiêu tiền thì tiêu tiền, cả ngàn cân vàng căn bản không cần chớp mắt. Trong khoảng thời gian đứng dậy châm thêm dầu, tôn gia thụ sẽ đi tới bên cửa sổ nhìn ra sông nước xa xa, nghỉ giải lao một lát. Hắn thân là luyện khí sĩ trong ngũ cảnh, cuối cùng một lần nhìn sắc trời nơi xa, đột nhiên lấy tiếng lòng thông báo tổ trạch cung phụng ngoài lão tổ nhà mình, cực chút cho vui, ba vị có dám cùng ta cực một ván hay không? Ta thua, dù sao cũng chỉ cực nhỏ cho vui, sẽ lấy ra một đồng cốc phủ tiền, nếu như ba vị thua, sẽ vì tổ trạch tôn thị trong chừng trăm năm. Đương nhiên, tiền lương bổng lộc hàng năm mà tôn gia chu cấp vẫn như cũ vị kia tiều phu cười nói tôn gia thụ cái này ai dám cược rất không công bình tôn gia thụ cười nói ta muốn cực thiếu niên kia lần này gác đêm còn có thể chờ được dị tượng thiên địa hay không như thế nào các ngươi đánh cược hay không cược ba vị lão thần tiên răm miệng một lời cười vui thoải mái nếu thua sẽ là ba đồng cốc vũ tiền nếu thắng tôn gia trăm năm tương lai sẽ có thêm ba vị kim đan cảnh vận khí tốt bên trong ba người sẽ xuất hiện một vị đại lão tu sĩ cảnh thứ chín nguyên anh cảnh thiết nghĩ ba người cũng biết điều quan trọng trong đó chỉ là ba vị đều không cho rằng tôn gia thụ sẽ thắng mà thôi hơn nữa đối với một đồng cốc vũ tiền ba người cũng không thấy thấm tháp gì mà là muốn tự mình cược thắng tiểu tài thần lão long thành một lần mà thôi sau đó tôn gia thụ cười lấy từ trong tay áo ra ba đồng cốc vũ tiền theo thứ tự sắp xếp ở trên cửa sổ, tự dẻo, đột nhiên phát hiện, ba vị có thể lấy đi cốc vũ tiền. Ba người cũng không khách khí, đều vận dụng thần thông thuật pháp, ba đồng cốc vũ tiền hư không tiêu thất. Tu vi tối cao cũng là lão nhân cuối cùng lấy đi đồng cốc vũ tiền, chính là luyện khí sĩ có hy vọng tể thân nguyên anh cảnh nhất. Công gia thụ mỉm cười không nói, không quay về chỗ ngồi, đứng ở cửa sổ, im lặng chờ đợi khoảnh khắc Trần Bình An từ trong lập cọc trợn mắt ngẩng đầu, những đồng tử màu vàng kim giá trị liên thành kiển chân quan sát đám tiểu tử đều có chút nghi hoặc vì sao hôm nay chủ nhân lại không ham kiếm tiền như thế bầu trời đông phương đầu tiên là màu xám bạc tiếp theo là trắng bụng cá cuối cùng ánh bình minh vạn dặm đo đỏ chói mắt chiếu khắp lão long thành sau đó chính là thiên địa an bình mặt trời chậm rãi dâng lên từ biển đông mây tụ tản mát cũng không có nửa điểm khác thường công gia thụ thu ba đồng cốc vũ tiền cười lơ đễnh ba vị lão thần tiên hiển nhiên tâm tình sướng thỏa đều treo chọc tôn gia thụ vị lão tổ tôn thị kia đi vào thư phòng thân là đại lão nguyên anh cảnh vung mạnh tay lên tạm thời ngăn cách liên hệ giữa thư phòng cùng thiên địa ngoại phương cười an ủi nói như thế nào đã thua phục chưa gia gia ngươi đã nói từ lâu phiên môn tài vận của tôn gia đã sớm bị môn thần thông kia của ngươi tiêu hao hầu như không còn ngươi a hãy thành thành thật thật kiếm đồng tiền vất vả đi tôn gia thụ than thở đột nhiên nhớ tới một chuyến đi tới cửa phòng cùng lão tổ cáo từ một tiếng cười nói ta đi nói một tiếng với lão tống nhà bếp tổ trạch bữa sáng hôm nay làm bình thường thôi không cần tiếp tục tiêu tốn những sơn trân hải vị dù sao tiểu tử trần bình an đó ăn cũng không biết ngon dở nói không chừng ăn bánh bao dưa cải chua tầm thường hắn còn thích hơn ta sẽ không đá lông nheo với người mù tiết kiệm tiết kiệm lão tổ tôn thị cười gật đầu nhìn phía những tiểu tử màu vàng kim trên bàn tính cổ lão nhân thần sắc có chút kiêu ngạo, phù gia có tiền hơn tôn gia, nhưng muốn nói những chiêu tài đồng tử phẩm tướng tối cao này, phù gia chỉ có một đôi sinh đôi kim thân đồng tử mà thôi. Miễn cưỡng tính phù gia có ba vị là hết cỡ, tôn gia có bốn vị là nhiều nhất. Bốn thế gia vọng tộc còn lại lão Long Thành, nhiều nhất cũng chính là Phạm gia may mắn mua được một vị từ tay một hoàng đế mất nước của Đại Vương Triều. Bữa sáng, nhìn Trần Bình An ăn, ăn như hổ vồ chào trắng màn thầu cùng đồ ăn muối chua quả nhiên so với lúc trước ăn mạnh hơn rất nhiều, tôn gia thụ ngồi ở đối diện bàn, ăn ít nuốt chậm, khẩu vị so với mấy ngày gần đây cũng tốt hơn một chút. Uống rượu, gặp người thích uống rượu, ăn cơm, đụng trúng món hợp khẩu vị, quả thật càng dễ cơm no rượu say. Sau đó Trần Bình An quay về bờ sông, bắt đầu thực sự câu cá, thu hoạch phong phú, một nửa giỏ cá là cá sông Lão Long thành tục xưng là bạch điều, nửa giỏ còn lại là cá trê, cá lòng tông cùng những loại cá tạp khác. Giữa trưa ăn một bữa ngư yến, Tôn Gia Thụ để cho Trần Bình An phủ lên mặt một tấm mặt nạ dịch dung rồi dặn dò một phen, để cho Trần Bình An đi theo vị kia nguyên anh lão tổ đi tới một hồ nước bên ngoài tổ trạch. Sau khi lão tổ tôn thị phất tay áo, nước hồ trong như gương, bên trong xuất hiện cảnh tượng một gian phòng ở. Lão nhân ý bảo Trần Bình An chỉ cần đi lên mặt nước hồ nước, Trần Bình An đã thu hồi hồ lô dưỡng kiếm, trên lưng chỉ đeo hộp kiếm khi xuất hiện trước mặt người khác, không chút do dự một cước bước tới, không rơi vào đáy nước hồ nước mà là dẫm lên phía trên mặt kính chỉ là dưới lòng bàn chân gợn sóng nhộn nhạo mở ra sau khi đi ra mấy bước thân hình chợt biến mất giống như đi vào bên trong mặt kính ngay sau đó trần bình an ở trong phòng bước ra một bước cả hữu nhìn xung quanh bốn phía đúng là hình ảnh đã nhìn thấy thông qua mặt nước ở tổ trạch tôn thị bên kia lão nhân nhìn mặt nước còn gợn sóng chưa bình lặng chật chật lấy làm kỳ nói với tôn gia thụ vị thiếu niên đại ly này thần hồn rất ổn cốt khí rất nặng, khó trách lại được Lưu Bá Kiều xem là bằng hữu. Tôn gia thụ đang nghe truyện trên TV audio CV cười lắc đầu phản bác, Lưu Bá Kiều cũng không phải vì vậy mà xem Trần Bình An là bằng hữu. Lão nhân lại chỉ thẳng nhân tâm, hỏi tôn gia thụ, vậy còn ngươi? Tôn gia thụ nghĩ nghĩ, trả lời thẳng thắn, đến cùng không phải gặp nhau trong hoạn nạn, không bằng Lưu Bá Kiều và Trần Bình An. Mặt kính bên kia, ở nội thành Lão Long Thành, sớm có người đứng đợi ngoài phòng, chính là vị tôn gia kim đan cảnh thần tiên kia, hắn dẫn Trần Bình An đi ra khỏi phòng, tới một đình viện rộng lớn, từ bên cạnh đi ra, cưỡi một chiếc xe ngựa chờ sẵn từ lâu, khí thế nội liễm, kim đan cảnh lão thần tiên phản phát quy chân, tự mình đảm nhiệm mã phu. Xe ngựa cuối cùng đứng lại trước một ngõ hẻm trên phố, đầu hẻm có một cây hòe tuổi tác không lớn, dưới cây có hán tử đang vừa cắn hạt dưa vừa lật sách. Sau khi Trần Bình An xuống xe, hai người đối diện. Hán tử trầm mặt không lên tiếng, bưng băng ghế lên, đi trước một bước tiến vào ngõ nhỏ, lão nhân tôn gia dừng xe ở bên đường, không đi theo, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đến hiệu thuốc bắc, Trịnh Đại Phong đặt băng ghế ngay cửa, để Trần Bình An ngồi, lại đi cầm một băng ghế khác lại đây, trong lúc nhất thời nơi ngạch cửa đầu người nhô ra thuộc vào, đều là những phụ nhân cô gái lại đây giúp vui, chỉ tiếc Trần Bình An đeo một tấm da mặt dụng mạo xấu xí, các nàng nhanh chóng không còn hứng thú đều đi trở về cửa hàng lười nhác qua ngày trịnh đại phong cười tủm tỉm hỏi nếu đã tự mình đánh tan chân khí bát lưỡng phù vì sao còn muốn mạo hiểm đến nơi đây nếu ta không nhớ lầm ngươi cùng thiếu thành chủ phù nam hoa là thâm cừu đại hận không sợ bị lộ đến lúc đó tôn gia có thể sẽ phủi sạch tay chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ ra tay cứu ngươi trần bình an hỏi ba câu hỏi năm đó là ai nói ra chuyện xứ bản mệnh của cha ta là ai hại chết cha ta chuyện này có liên quan đến dương lão nhân hay không trịnh đại phong sắc mặt bình thản cười hỏi ngược lại nếu có liên quan đến lão nhân ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao trần bình an im lặng không lên tiếng trịnh đại phong dùng quyển sách kia để quạt mát mặc kệ ngươi tin hay không chuyện này lão nhân không xen vào nhưng mà ta có thể nói toạt ra thời điểm sớm nhất khẳng định lão nhân nhìn thấy được chỉ là đại khái cảm thấy không có ý nghĩa không đáng nên lười nhúng tay nếu ngươi vì vậy oán hận lão nhân lúc trước không ra tay ngăn trở là chuyện của trần bình an ngươi ta cũng giống vậy không ngăn cản ngươi trần bình an lắc đầu cười khổ nói ta oán hận điều này làm cái gì dương lão nhân tính cách như thế nào ta hiểu rất rõ ràng không thiếu nợ người cũng không để cho người ta thiếu nợ hắn làm cái gì đều là mua bán công bằng trịnh đại phong gật gật đầu quay đầu nhìn phía trần bình an nhếch miệng nói ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất đỡ phải ta liều mạng sau chuyện bị lão nhân đánh chết mắng chết cũng muốn một quyền đập nát đầu của ngươi trần bình an ra vẻ thờ ơ hoặc là như là đã sớm đoán được tính nết người trong cửa trấn nhỏ trịnh đại phong quạt gió lúc trước giữa mấy đứa nhỏ còn chưa đề cập tới truyền thừa cùng trận doanh của mỗi đứa ta xem trọng nhất mã khổ huyền ngõ hạnh hoa cùng triệu diêu phố phúc lộc cùng với tống tập tân ngõ nê bình sư huynh ta lý nhị cũng chính là cha của bọn lý liễu lý hòe trư du mông tâm yêu thích ngươi nhất sao lại ngươi rời khỏi ly châu động thiên gặp gỡ đủ loại, ta cũng có biết đại khái, mới phát hiện ta vừa nhìn lầm ngươi, cũng nhìn lầm sư huynh, trước kia ta thấy hai người các ngươi đều là kẻ ngốc thiếu tâm nhãn, hôm nay mới phát hiện là trịnh đại phong ta mắc mù. Thật ra trịnh đại phong muốn nói, thật ra lý nhị hắn cùng trần bình ngươi, mới là người cực thông minh. Một thiếu niên ngõ nê bình lẻ loi hiu quạng, từng bước một đi tới hôm nay, mãi đến đi tới lão long thành cực nam bảo bình châu, mới bắt đầu hỏi ba câu hỏi kia trần bình an hỏi dương lão nhân bên kia ta không dám hỏi những chuyện này hơn nữa ta biết hỏi cũng như không ngươi ở bên này ta cảm thấy có thể hỏi thử xem sao trịnh đại phong cười hỏi như thế nào cảm thấy có một vị luyện khí sĩ kim đang cảnh che chở ngươi sẽ không cần lo lắng an nguy của bản thân trần bình an khó hiểu chỉ chỉ lên trời dương lão nhân có thể cân nhắc lợi hại nói không chừng ta hỏi tới chỗ quan trọng hắn vẫn sẽ là một cái tác đánh chết ta, nhưng mà Trịnh Đại Phong ngươi hẳn là không dám. Nếu như ta đoán sai, ta cũng chưa chắc sẽ phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa cái giá ngươi phải trả, có thể cũng không nhỏ. Thật ra Trần Bình An muốn nói Trịnh Đại Phong ngươi cũng là người làm ăn, nhưng mà trực giác nói cho hắn, hắn tử lôi thôi này nhãn giới cùng thân phận xa xa không bằng dương lão nhân. Nhưng khi Trần Bình An thực sự mở miệng hỏi, những câu hỏi đã bị đè nén tận đáy lòng suốt 10 năm, vẫn là có bất an dày đặc chỉ là sau khi tể thân cảnh thứ tư đã có thể khống chế tâm cảnh làm bộ ra vẻ giả vờ như vân đạm phong khinh vẫn là không khó hơn nữa sau khi đi vào ngõ nhỏ này thời điểm trịnh đại phong cầm băng ghế tiến vào cửa hàng trần bình an cũng đã từ trong túi đồ lấy ra hồ lô dưỡng kiếm bắt đầu uống rượu mình cảnh thứ tư nếu chơi không lại còn có mùng một cùng mười lăm phía sau còn có vị luyện khí sĩ kim đan cảnh tôn gia kia huống chi có chút chuyện cũ năm xưa, cũng nên vạch trần vết sẹo, lấy ra nửa phơi nắng một chút. Trịnh Đại Phong nhìn thiếu niên thần sắc nghiêm túc, thở dài, thu hồi bản sách khiến hắn thiếu chút nữa bị đập vỡ mồm, thật vất vả mượn đọc lại từ cô nương kia, cuốn sách lại, nhẹ nhàng đánh khẽ lên đầu gối, lười biến nói, tiểu tử ngươi càng ngày càng khiến người chán ghét. Được rồi, không cần lo lắng đề phòng, vụng trộm nói lên tiếng lòng, ta còn thấy mệt mỏi thấy ngươi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, dương lão nhân hôm nay rất coi trọng ngươi huống chi trịnh đại phong ta cũng không đến mức ngươi hỏi mấy câu hỏi đã muốn đánh đánh giết giết ngươi vận mệnh ta có nhỏ cũng không nhỏ đến mức như vậy trịnh đại phong lập tức nói nhưng mà hai câu hỏi kia ta sẽ không trả lời ngươi có bản lĩnh tự mình đi tìm hiểu nguồn gốc nói tới đây trịnh đại phong cười hỏi như thế nào mà ngươi không trực tiếp hỏi tề tỉnh xuân trần bình an quả nhiên đã thoải mái hơn rất nhiều hộp kiếm phía sau nhẹ nhàng dựa vào vách tường, ngửa đầu uống hớp rượu, nói một câu để cho Trịnh Đại Phong càng thêm nghi hoặc, ta sợ tề tiên sinh sẽ thất vọng. Trịnh Đại Phong quay đầu hô gọi một tiếng, Mai Nhi, mang hai đĩa hạt dưa đậu phộng ra đãi khách. Một vị phụ nhâm thân thể đẩy đà, cười mang sang hai đĩa đồ ăn vặt, thời điểm phụ nhân cuối người đưa cho hắn cái đĩa, Trịnh Đại Phong ra vẻ kinh hách nói, ngọn núi áp đỉnh, khí thế quá hung hiểm a. À? phụ nhân ném hai cái đĩa tới hướng bàn tay trịnh đại phong nhanh chóng đứng dậy đạp nam nhân một cước khuôn mặt tươi cười quyến rũ nói đức hạnh trịnh đại phong đưa một đĩa đậu phộng cho trần bình an còn mình bắt đầu cắn hạt dưa trần bình an tựa như sớm đã dự đoán trước đối với đáp án của trịnh đại phong cũng không có mất mát mất mát thế nào hỏi người có bí tịch kiếm thuật nào tốt một chút có thể bán không trịnh đại phong thuận miệng hỏi là tiên gia kiếm quyết của luyện khí sĩ hay là võ học bí tịch trên giang hồ trần bình an thẳng thắn nói hẳn là ngươi nhìn ra được trường sinh kiều của ta đã bị chặt đứt từ lâu muốn luyện kiếm chỉ có thể luyện tập võ học kiếm phổ trịnh đại phong cũng nói rất thẳng thắn dứt khoát võ học bí tịch tốt nhất ta cũng có thể giúp ngươi tìm được sau đó lấy giá trên trời bán cho ngươi nhưng mà không ý nghĩa gì ta khuyên ngươi đừng đi tìm cái gọi là tuyệt thế bí tịch trên giang hồ bản thân trịnh đại phong ta chính là người trong võ đạo biết sâu cạn nơi này hiện tại ngươi đã luyện quyền đủ tốt rồi đừng vẽ vời phức tạp lãng phí thời gian trần bình an ăn hạt đậu phộng nghĩ nghĩ thành khẩn nói cùng nam nhân này cảm tạ chỉ bằng những lời này năm văn tiền ngươi thiếu ta không cần trả lại trịnh đại phong run rẩy khóe miệng nhìn nào loại thiếu niên lang không thú vị đến cực điểm này như thế nào lại khiến cho trịnh đại phong hắn cảm thấy thuận mắt hẳn nhưng là ở chỗ sâu trong ánh mắt nam nhân sâu xa khó hiểu Trịnh Đại Phong thoải mái duỗi cái lưng mỏi, hữu khí vô lực nói, vì ngươi tháo da mặt xuống đi, mặt đã không được tuấn tú, còn đeo mặt nạ như vậy, càng nhìn càng thấy ghét. Trần Bình An lắc đầu nói, ngươi không phải đã biết chuyện giữa ta và Phù Nam Hoa sao? Ta nào dám tháo xuống, quan binh chính đại đi lại trong nội thành lão Long Thành này, trời mới biết Phù Gia có thuật pháp gì có thể xem xét động tĩnh trong thành, ví dụ như cùng loại với thần nhân lấy bàn tay xem núi sông. Nếu thực sự có, Vậy khác nào ta ngồi ngay cửa nhà người khác, tréo gọi mau tới đánh chết ta sao? Trừ phi người ta ngốc, nếu không khẳng định sẽ có một đám đông người xông ra cửa đánh chết ta. Trịnh Đại Phong bị trêu chọc, cười tiết lộ thiên cơ, được rồi, Dương Lão Nhân từng dặn dò ta, chỉ cần ngươi tự mình phá vỡ chân khí phù, ta cần phải cam đoan ngươi ở Lão Long thành sống khỏe mạnh hoặc bác, cho dù ngươi một lòng muốn chết, nên ngang đi tới đại môn khẩu phù thành khoe khoang ta cũng phải cam đoan ngươi bình an rời khỏi tòa thành này. Trịnh Đại Phong đột nhiên nói nhỏ, trước kia không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện tiểu tử này thật ra được đặt cái tên rất hay. Trần Bình An nửa tin nửa ngờ, ngươi là võ đạo tông sư Sơn Điên Cảnh? Hay là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh? Trịnh Đại Phong bật cười nói, ngươi xem võ phu cảnh thứ 9 cùng luyện khí sĩ Ngọc Phát Cảnh là rau cải trắng ven đường. Ngươi đi vài bước là có thể nhìn thấy một đống lão long thành lại là tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp võ phu bát cảnh cùng địa tiên mười cảnh đều đã có thể đi ngang đi dọc đương nhiên điều kiện tiên quyết là chớ chọc nhiều người tức giận chỉ khiêu khích một nhà một họ cho dù là phù gia có bán tiên binh cũng không phải không có đường sống chu toàn lão tổ nguyên anh cảnh kia luyện khí sĩ cảnh thứ chín mà thôi ở trong này đã được xem là lão thần tiên cao cao tại thượng trịnh đại phong xem thường nói ngươi xem nơi này là ly châu động thiên của chúng ta à ta đường đường một võ đạo đại tông sư bác cảnh đỉnh phong, chỉ có thể trong cửa thu tiền. Nguyễn Cung 11 cảnh trước khi kế nhiệm thánh nhân, có thể ở bờ sông rèn sắt đúc kiếm. Đại ly quốc sư thôi sàm tiếng vào ly châu động thiên, không phải cũng chỉ có thể lén lút, lấy phân thân khác để xuất hiện. Trần Bình An đột nhiên hỏi, người muốn ta tháo da mặt ra, có phải có chủ ý gì hay không? Trịnh Đại Phong cũng không phải không biết sợ điều gì, kinh ngạc nói, vậy mà cũng có thể nhìn thấu, một pho tượng âm thần khó nhẹ ngưng tụ mà thành xuất hiện ở góc tường ánh sáng âm u đối diện hai người, cười lạnh nói, "Trịnh Đại Phong hiện tại đầu óc mơ hồ, nghĩ không ra hộ đạo nhân cùng truyền đạo nhân đến cùng là cái gì, mới nhờ Phạm gia bỏ số tiền lớn tìm người tính một quẻ, quẻ tượng là bên trong lửa lớn lấy được hạt dẻ." Thượng thượng đại cát. Cho nên muốn khiến ngươi thân hãm hiểm cảnh, đến lúc đó hắn đại đánh ra tay, lại để ta hộ tống ngươi rời khỏi lão Long Thành, trong lúc này nói không chừng có thể hắn muốn làm rõ hai thân phận kia, lỡ đâu còn có thể thuận thế phá vỡ bình cảnh bát cảnh võ đạo, vừa vặn phù hợp lời của quẻ tượng. Trần Bình An quay đầu nhìn Trịnh Đại Phong mặt không đỏ tim không rung. Năm văn tiền trước kia ngươi thiếu, hiện tại cho dù ngươi muốn trả, ta cũng không thu về. Trịnh Đại Phong không quan tâm nói, năm văn tiền ngươi cho là cái gì? Tùy ngươi. Trần Bình An cười lạnh nói, Trịnh Đại Phong, ngươi thực sự cho rằng ta không biết quy củ của Dương Lão Nhân? lúc trước ta cố ý nói ra đầy một miệng sau đó ngươi nói chuyện võ học cùng luyện kiếm ta thấy những lời ngươi nói không giả mới biết thời biết thế thanh toán xong bút trướng này nếu ta không đoán sai lúc ấy người muốn ta truyền tin là dương lão nhân người muốn ngươi thiếu tiền cũng vẫn là dương lão nhân hiện tại có phải hối hận rồi hay không buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm đứng lên để chiếc đĩa không lên băng ghế trần bình an chắp tay ôm quyền với âm thần kia tuy không biết vì sao ngươi nguyện ý nói toạc ra chân tướng khả năng xét đến cùng vẫn là ý của dương lão nhân nhưng ta vẫn muốn cảm tạ ngươi âm thần gật gật đầu trần bình an nhanh chóng rời đi trịnh đại phong quả thật đúng như lời thiếu niên nói xác thực xác thực hối hận vô cùng trịnh đại phong lạnh lùng nhìn phía nam thần vô cùng có khả năng làm hỏng quẻ tượng đại cát của mình là ý của ngươi hay là ý của lão nhân tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng âm thần lạnh nhạt nói, ngươi đoán xem. Trịnh Đại Phong cười ha ha, nháy mắt trở nên vân đạm phong kinh, ngươi chưa bao giờ tự tiện làm việc, quá nữa là ý của lão nhân. Âm thần cười khẩy nói, một võ phu thuần túy bát cảnh đỉnh phong, đồ đệ thần quân, thế mà chạy đi tin tưởng cái gọi là quẻ tượng, chẳng lẽ ngươi không biết cho dù phạm gia không hề động tay chân. Nhưng mà quẻ thượng thượng đại cắt đối với bất luận người nào trong thế gian Nhưng đối với trịnh đại phong ngươi Có khi nào sẽ là càng không điên đảo đại hung hàng thật giá thật hiện ra. Trịnh Đại Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn phía âm thần kia, gật đầu nói, thụ giáo. Âm thần đối với điều này không cho là đúng, nếu thần quân nguyện ý cho ngươi độc trưởng một phương, vậy ngươi cũng đừng tự cho là thông minh, thành thành thật thật làm việc là được. Trịnh Đại Phong phất tay nói, bị thiếu niên chơi một vố, lại bị ngươi dạy một bài học, ta thấy phiền thật sự, phải rời khỏi ngõ nhỏ đổi không khí thôi. Âm thần biến mất. Trịnh Đại Phong đột nhiên hỏi, dị tượng tổ trạch tôn thị, có phải do Trần Bình An phá cảnh dẫn đến hay không? Tiếng nói lạnh lẽo của âm thần từ trong góc tường âm u lọt ra, hẳn là như vậy. Trịnh Đại Phong nách kép sách, mang theo băng ghế cùng hạt dưa đi vào đầu hẻm nhỏ, lại ngồi dưới gốc cây hòe hóng mắt ngắm mỹ nhân. Một nam tử uy nghiêm thân hình cao lớn, ăn mặc bình thường, chậm rãi đi tới, phía sau hắn là một cô gái trẻ tuổi dáng người thước tha, thông dong đi đến. Nam nhân đi đến bên cạnh Trịnh Đại Phong, cô gái trẻ tuổi đứng ở phía sau nam nhân, đối với trưởng quầy hiệu thuốc bắt ngồi trên băng ghế dùng sách quạt mát kia, nàng tràn ngập tò mò. Nam nhân mỉm cười nói, mặt mũi của Tôn gia thụ lão Long Thành, cũng chỉ giá trị bằng một tấm da mặt để che giấu. Trịnh trưởng quầy nhìn xem thực chuẩn. Trịnh Đại Phong quay đầu liếc nhìn nam nhân, phù huề, ngay cả lão Long bào ngươi cũng không mặc, xem ra không phải đến hạ lệnh trục khách. Nam nhân cười đưa tay chỉ chỉ phía sau, ta mặc hay không mặc lão long bào, ở lão long thành đều không sao cả, mang theo nàng ấy đến, mới là chỗ thành ý chân chính. Vừa là thị uy, lại thể hiện yếu thế. Thị uy là nói ở lão long thành, phù huề không cần tự mình ra tay, có thể đủ khu đuổi trịnh đại phong ngươi. Thể hiện yếu thế ở chỗ thân là phù huề thành chủ lão long thành, nguyện ý thí con tốt, mang theo một cô gái hai chân rất dài, đi tới trước mặt trịnh đại trưởng quầy trịnh đại phong nhìn chầm chầm cặp đùi xinh đẹp của cô gái mấy lượt lúc này mới quay đầu tiếp tục nhìn phía đường cái dòng người lui tới phù hề khẩu khí ngươi lớn như vậy sao không một hơi hít biển mây kia vào trong bụng phù hề sắc mặt khổ sở sau đó đưa tay cầm một mảnh ngọc bội dắt bên hông lúc này sắc mặt mới bình thản trở lại cô gái nơm nớp lo sợ đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được phụ thân tức giận rõ ràng như thế trịnh đại phong cười lạnh nói cùng là người làm ăn ngươi cũng xứng bì với ta. Phù Huệ cười trừ, nếu hiện tại trịnh trưởng quầy tâm tình không tốt, như vậy có một số việc, Phù Huệ sẽ nhắc lại sau. Trịnh Đại Phong hiện tại tâm tình đâu chỉ là không tốt, quả thực chính là không tốt đến cực điểm. Năm văn tiền Chỉ là năm văn tiền thường xuyên qua tay phố phường dân chúng, lại giống như năm tòa đại sơn đặt ở trong lòng trịnh Đại Phong hắn. Hao tổn tâm cơ, cẩn thận ứng đối, thật vất vả thành công lừa gạt thiếu niên kia chính miệng đồng ý, không thu lại bút trướng này. Thật ra vào thời điểm thiếu niên mở miệng hỏi ra ba câu hỏi kia, cùng với câu nói có vẻ như vô tâm, Dương Lão Nhân cũng không thiếu nợ người, Trịnh Đại Phong cũng đã trong lòng biết rõ ràng, không cần hy vọng xa vời thiếu niên ngõ nê bình sẽ đòi mình năm đồng tiền bình thường nhất, thằng nhóc con quỷ quỷ tinh tinh ngõ nê bình, không dễ chơi. Trịnh Đại Phong tức giận đến không chịu được, dùng sức vỗ bộ sách, khó trách ngay từ đầu ta đã không thích người kia, còn tuổi nhỏ, thành phủ sâu nặng, không giống thiếu niên chút nào. Trịnh Đại Phong đột nhiên ngừng oán trách, suy sụp vô lực nói, nếu là thiếu niên tầm thường, nơi nào sống được tới hôm nay. Hán tử này thở dài thở ngắn, bắt đầu tâm phiền ý loạn lật lật bộ sách, trang sách rầm rầm động tĩnh, một chữ cũng không đọc vào đầu được, lẩm bẩm, chẳng lẽ thực sự bị âm vật đó một lời nói trúng, ta thật sự tự cho là mình thông minh. Lật đến một tờ trong bộ sách, chính là tinh thành thiên, vẫn là một vài câu chuyện điển cố tào lao ghép lại với nhau, món thập cẩm, sau đó cuối cùng lại làm bộ làm tịch thêm vào vài câu đạo lý lớn, quả thực chính là rất hồ đồ. Ở trong mắt những người học vấn sâu xa thực sự như Trịnh Đại Phong, nếu như tách văn chương ra, sẽ giống như một vị nữ tử mặt mày tuấn tú, một vị nữ tử má phấn say lòng người, một vị mỹ nhân anh đào cái miệng nhỏ nhắn, khắp nơi là phong cảnh mê người, chỉ khi nào lung tung nhét vào chung một chỗ, ngược lại không đẹp, chỉnh thể xấu xí khó coi. Trịnh Đại Phong không yên lòng lật sang một trang, chính là điểm cuối cùng của tinh thành thiên vẫn là số đạo lý trống rỗng lớn đến vô biên vô hạn tương truyền người có xích tử chi tâm thường thường tinh thành sở chí kim thạch vi khai cho nên chính tâm thành ý là gốc rễ lập thân của nho gia quân tử lại có lời của thánh nhân đạo gia không tin không thành không thể động lòng người chân là sự tinh thành rất mực cái này chính là lai lịch của danh hiệu chân nhân của thiên hạ đạo giáo trịnh đại phong nhanh chóng lật qua thiên tiếp theo trung hiếu thiên lại bị lật nhanh qua từ đầu lật đến cuối bốt một cái khép lại bộ sách lại bắt đầu xem như cây quạt để quạt mát hán tử này giống như xem thánh nhân dạy bảo trong sách như gió bên tai hắn cuối cùng như đã chấp nhận số mệnh nếu lão nhân nói đời này ta vô vọng cảnh thứ chín ta đây còn cưỡng cầu cái gì đã cầu nhiều năm như vậy khó trách lão nhân nói ta âm mưu tính toán rất thông minh cũng chỉ còn lại có thông minh riêng một việc là cùng Lý Nhị liền đánh bao nhiêu lần trận. Tống Trường Kính chỉ đánh với sư huynh một trận đã phá cảnh, thật ra ngay từ đầu ta đã hiểu rất rõ, cầu không được, chỉ là lén lúc thầm cầu may mà thôi. Ha ha, hôm nay tại Lão Long Thành này mỗi ngày nhìn ngắm tiểu mỹ nhân, dừng tại bát cảnh chờ chết cũng tốt rồi. Trịnh Đại Phong nhắm mắt lại, hán tử không còn rình coi dáng người bọn con gái, giờ khắc này có chút thần sắc cô đơn. Một cô gái trẻ tuổi dáng người có thể nói là hùng võ, trên mặt trác đầy song phấn, ăn mặc trang điểm đậm loè loẹt, gương mặt lớn của nàng có thể trấn trạch trừ tà. Khi nàng dừng lại bước chân, sau khi nhìn thấy bộ dạng hán tử như vậy, cảm thấy có chút đau lòng, nghĩ rằng quá nữa là muốn tỏ bày tình cảm với mình, lại ngại ngùng xấu hổ. Chi bằng mình sẽ không thuộc nữ rụt rè nữa, mở miệng nói trước, đỡ cho tình lang của mình phải thẹn thùng. Chỉ là nàng vừa ho khan một tiếng, muốn bôi trơn cổ họng. Hán tử kia cũng đã đột nhiên trợn mắt, mang theo băng ghế bỏ chạy về ngõ nhỏ. Nàng thở dài một tiếng, vuốt gò má của mình, thấy hối hận, muốn trách thì tự trách dung mạo bản thân động lòng người như vậy, khuynh quốc khuynh thành. Nàng đột nhiên giật mình, ai u một tiếng, thì ra son phấn trên mặt bị ngón tay chà rơi ra, nàng nhanh tay dùng sức quét trở về. Phù Huệ không dùng thần thông mang theo nữ nhi quay về Phù Thành, mà cứ như vậy nhàn nhã đi dạo phố trở về, phía sau một chiếc xe ngựa chậm rãi đi theo. Cô gái tên là Phù Xuân Hoa, là trưởng nữ của Phù Huệ, cùng trưởng tử Phù Đông Hải của Phù Huệ đều là một trong những người có hy vọng tiếp nhận vị trí gia chủ vị. Nếu là gia chủ hoặc là nói người thừa kế chiếc lão long bào, như vậy tất nhiên là người trẻ tuổi thiên tư vô cùng tốt, Phù Huệ nhìn như trung niên, thực ra đã là tuổi cao 400 tuổi, tu vi 10 cảnh, tuy so ra kém danh hiệu hơn Phong Lôi Viên Lý Đoàn cảnh, Bảo Bình Châu 10 cảnh tu sĩ mạnh nhất, đệ nhất nhân dưới thượng ngũ cảnh nhưng mà mặt lão long bào, hơn nữa gia tộc có bốn món bán tiên binh, Phù Huệ hoàn toàn có tư cách được coi là một vị ngọc phát cảnh hàng thật giá thật. Phù Xuân Hoa cũng đã gần 300 tuổi, cùng huynh trưởng Phù Đông Hải đều là kim đăng cảnh thành danh đã lâu, hơn nữa am hiểu đánh nhau, đều tự hộ tống một chiếc độ thuyền đi hướng đảo Huyền Sơn hơn trăm năm, lịch luyện phong phú, gặp phải đại yêu biển sâu, đứng giữa làng ranh sinh tử sớm không phải một hai lần. Mấu chốt là con cháu Phù Gia tể thân kim đăng cảnh, mang ý nghĩa là có thể khống chế bán tiên binh, cho nên Bảo Bình Châu vẫn truyền lưu cách nói, cảnh giới thực sự của luyện khí sĩ phù gia, cần cộng thêm nửa cảnh giới mới chuẩn xác. Phù Xuân Hoa do dự nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được hỏi, cha, vì sao đưa con tới gặp người này, mà không phải Nam Hoa? Phù Huệ cười nói, không phải đã nói rồi sao, là vì tỏ thành ý của phù gia, vị trịnh trưởng quầy này yêu thích mỹ nhân chân dài. Trong điệp báo viết rõ ràng, cô gái hiển nhiên không tin vào lý do thoái thác này. Cho dù nàng là người được đề cử có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ, nhưng mà nàng cũng tốt, huynh trưởng Phù Đông Hải cùng với đệ đệ Phù Nam Hoa cũng thế, đều biết một điểm, quan hệ nhân mạch bọn họ khổ tâm gầy dựng, xa xa không đủ để biết được phong cảnh thực sự của đỉnh núi Bảo Bình Châu. Hơn nửa thân ở dưới cánh chim che chở của phụ thân Phù Huệ, vừa là hưởng mát, cũng là ràng buộc, bọn họ thường thường không dám vượt giới quá mức, để tránh bị Phù Huệ nghi kỵ phù gia lão Long Thành, nhìn như mỗi người tự do không phép tắt, nhưng những phế vật trong gia tộc vô vọng nhúng tay vào lão Long Bào, đã sớm hết hy vọng, cũng bị loại ra khỏi nhóm quyết sách của gia tộc. Trên thực tế, phù gia quy củ nghiêm ngặt, thật ra không hề kém hơn chút nào so với gia đình đế vương. Trăm năm gần đây, phù Đông Hải phụ trách xây dựng quan hệ với Bắc Câu Lô Châu, phù Xuân Hoa nàng lại phụ trách bí mật mưu hoa với lục địa Đông Nam kia, mà phù Nam Hoa vốn im im không nổi trội, tầm thường vô vi, Mãi đến lần đó ngoài dự đoán của mọi người được lựa chọn đi hướng Ly Châu Động Thiên, sau đó mới tấn mãnh quật khởi. Gia tộc dùng lượng lớn nhân lực vật lực cho đệ đệ này của nàng, rõ ràng gia chủ Phù Huệ đối với 100 năm làm ăn của nàng cùng Phù Đông Hải cũng không hài lòng. Phù Xuân Hoa biết hỏi cũng không ra kết quả, mới thay đổi đề tài, có cần con đi nhắc nhở Tôn gia thụ một tiếng không. Phù Huệ cười nói, Tôn gia thụ, người ta cho dù cảnh giới không bằng ngươi nhưng tốt xấu gì cũng là người đứng đầu tôn gia, ngươi một luyện khí sĩ kim đan cảnh, dựa vào cái gì phê bình hắn. Tổ trạch nhà hắn còn có một vị lão tổ tôn thị nguyên anh cảnh, còn có vị luyện khí sĩ kim đan có hy vọng tể thân nguyên anh, ca ca ngươi vất vả lôi kéo mấy chục năm, đến nay mới hơi lung lay, nếu lúc này phù gia gây với tôn gia thụ, ngươi cảm thấy tên kim đan cảnh kia, còn có mặt mũi mặt trời khỏi tổ trạch tôn thị đi vào phù gia chúng ta sao? Phù Xuân Hoa sắc mặt trắng bệch, sợ phụ thân hiểu lầm mình đang hại huynh trưởng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha phù huệ mỉm cười nói không cần căng thẳng ta biết tính tình của ngươi thật ra lần này tôn gia thụ thuận thế mà làm đánh cực trên người trần bình an cũng là muốn thử phù gia chúng ta ta đoán là hắn chỉ sợ chúng ta không ra tay xử hắn một khi tôn gia thực hiện được ý đồ sau đó trở lại tổ trạch bày ra bộ dáng bị phù gia cậy thế ức hiếp ngươi tin hay không căn bản không cần tôn gia thụ khuyên cái gì, tên kim đang cảnh tiền đồ rộng lớn kia, năm đó vốn là là chịu ân tôn gia, kinh qua việc này, sẽ chắc như đinh đóng cột ở lại bên tổ trạch tôn thị. Phù Xuân Hoa hỏi, chẳng lẽ tôn gia thụ không sợ thiếu niên kia chết trong tay chúng ta? Phù Huệ ngẩng đầu nhìn mắt màn trời, ngươi suy nghĩ như vậy, cũng là nhân chi thường tình, chỉ là ngày nào đó ngươi mặc lão long bào, mới có cơ hội biết một số đầu mối sự việc thật sự. Phù Xuân Hoa theo bản năng ngẩng đầu nhìn biển mây kia. Phù Huệ cười cười, còn cao hơn chút nữa. Phù Xuân Hoa trong lòng rung động, ngửa đầu nhìn lại, tràn ngập khát khao. Kết thành kim đan khách, mới là người phe ta. Trước khi trở thành kim đan cảnh, mỗi người đều cảm thấy đây là một câu hào ngôn sản khoái, chỉ là đợi cho đến khi thực sự tể thân kim đan, mới có thể phát hiện, đây mới là giữa sườn núi luyện khí sĩ mà thôi, không hơn gì phù huệ đột nhiên nói một câu so sánh với tôn gia cùng tôn gia thụ phù gia cùng phù huệ ta vẫn là phải quyết đoán lớn hơn một chút hiện tại ta phải rời khỏi lão long thành đi nên đón vài vị khách quý phương bắc ngươi đi tìm nam hoa nói trần bình an đang ở ngay tại tổ trạch tôn gia ta muốn biết lựa chọn của hắn cái này sẽ quyết định hắn có trở thành thành chủ lão long thành hay không đương nhiên cũng sẽ quyết định ngươi có hy vọng mặc vào lão long bào hay không Hy vọng thời điểm ta trở lại lão Long Thành đã có lựa chọn chính xác. Phù Huệ khoát tay, ngươi lên xe trở về thành đi. Phù Xuân Hoa nghe lệnh làm việc, phụ thân đã đột ngột từ mặt đất nhô lên, tiêu sái bắn vào trong đại trận biển mây kia, hẳn là đi về hướng phương bắc. Phù Xuân Hoa không quan tâm là khách quý gì đáng để thành chủ lão Long Thành ra khỏi thành nghênh đón, sau khi nàng ngồi vào thùng xe, mới bắt đầu cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Kế tiếp nàng nên lựa chọn như thế nào? mới có thể thu lợi được nhiều. Đệ đệ Phù Nam Hoa sẽ lựa chọn như thế nào? Phù Xuân Hoa phát hiện mình đang rất rối loạn, giống như mặc kệ làm cái gì đều có thể giành được một ít, nhưng mà cách điều tốt nhất mình kỳ vọng vẫn là rất xa. Đến tư dinh của đệ đệ Phù Nam Hoa, Phù Xuân Hoa vẫn không hiểu, liền cân nhắc từng câu từng chữ, thật cẩn thận nói ra những lời của phụ thân Phù Huệ, trong đó có bớt có giảm, có thêm có thắt. Phù Nam Hoa đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn nhưng mà ý tứ đại khái của phù huề phù xuân hoa không dám nói bậy phù nam hoa từ đầu tới đuôi cẩn thận nghe những lời thuật lại của tỷ tỷ phù xuân hoa vừa muốn đứng dậy theo thói quen bước đi thông thả suy ngẫm vấn đề đột nhiên ngồi trở lại ghế dựa lạnh nhạt nói đệ đã suy nghĩ kỹ rồi diệt trừ trần bình an phù xuân hoa bắt đầu cười bẻ các khớp ngón tay trịnh trưởng quầy hiệu thuốc bắc khôi trần võ phu ít nhất bảy cảnh đỉnh phong thậm chí có khả năng là đại tông sư bát cảnh Giao hảo rất cốt với nội thành phạm gia, hơn nữa tôn gia của tôn gia thụ, trong đó có một vị tôn thị lão tổ tổ trạch nguyên anh cảnh, tuy ba vị kim đan còn lại. Nếu không phải tổ trạch chịu khổ, sẽ không cần ra tay, nhưng mà đến mức vạn bất đắc dĩ, tôn gia thụ quá nữa có thể thuyết phục ba người ra tay, hơn nữa nội thành khách khanh tôn thị cung phụng, nam hoa, đệ thật sao không lo lắng suy xét. Phù nam hoa sắc mặt lạnh nhạt, đệ chỉ muốn làm như thế nào để lấy cái giá phải trả thật nhỏ, giết chết thiếu niên đại ly kia. Phù Xuân Hoa vừa cười nói, đại hôn của đệ sắp diễn ra, không sợ xảy ra biến số. Hơn nữa thiếu niên kia nếu là xuất thân ly châu động thiên, cho dù là con dân đại ly, không sợ việc này ý nghĩa sâu xa, làm xấu đi ấn tượng của phù gia lão Long Thành trong cảm nhận của hoàng đế đại ly. Phù Nam Hoa chỉ là suy nghĩ sâu xa không nói. Phù Xuân Hoa cuối cùng thản nhiên cười, Phù Nam Hoa, cuối cùng đệ nên suy nghĩ một chút, tỷ tỷ nói những lời này, đến cùng là hy vọng đệ dứt khoát ra tay hay là mong đệ đừng khư khư cố chấp phù nam hoa chỉ là trầm ngâm không nói phù xuân hoa ý cười càng ngày càng nhạt cuối cùng rõ ràng không có chút ý cười lạnh lùng nhìn phía đệ đệ ngang trời xuất thế một phế vật ăn luôn cả tòa núi vàng núi bạc của gia tộc cũng mới thứ sáu cảnh mà thôi còn dám hy vọng xa vời bảo tòa thành chủ lão long thành cũng xứng cùng mình và phù đông hải hai vị kim đang cạnh tranh đoạt chiếc áo choàng đó phù nam hoa thu hồi suy nghĩ chậm rãi đứng dậy động tác như mây trôi nước chảy khí độ ung dung hắn mỉm cười phù xuân hoa những chuyện xấu giữa tỷ cùng phù đông hải cũng không chỉ một mình mẫu thân tỷ biết nhưng đệ rất ngạc nhiên những chuyện xấu giữa phù đông hải với thị nữ bên cạnh tỷ tỷ có biết hay không phù xuân hoa nhếch miệng cười đệ đệ tốt chờ ta hoặc là phù đông hải trở thành thành chủ nhất định sẽ nuôi dưỡng đệ thật tốt phù nam hoa giống như hoàn toàn không nghe rõ uy hiếp trong đó sái nghiên cười nói trước khi tới lúc đó tỷ đệ chúng ta vẫn phải chân thành hợp tác mưu tính một chút giết chết trần bình an như thế nào mới được đúng không dù sao hiện tại căn bản tỷ cũng không đoán ra tâm tư của phụ thân không hiểu rõ lựa chọn này của đệ đến cùng là đi hướng gần tới vị trí gia chủ hay là rời xa huống chi việc này phụ thân khảo nghiệm đệ đồng thời cũng đang khảo nghiệm tỷ 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 tốt tỷ phải ngàn vạn cẩn thận ứng đối a Phù Xuân Hoa nheo mắt lại, thần sắc âm trầm. Phù Nam Hoa đứng lên sau, quay đầu nhìn phía phương hướng đại môn, ở trong lòng yên lặng nói, "Công gia thụ, ngươi vì một nguyên anh cảnh mà bán đi một trần bình an thiếu chút nữa giết chết ta, khoản mua bán này đáng giá sao?" Hay là nói, nghĩ đến đây, Phù Nam Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, không có khả năng công gia thụ cũng không phải đồ điên. Nhưng nếu quả thật vạn nhất, mãi đến giờ phút này, Phù Nam Hoa mới bắt đầu thấy do dự trong lòng càng ngày càng bực bội. Mà Phù Xuân Hoa nhìn đệ đệ mình nhìn nó trưởng thành từ thuở nhỏ, lại đột nhiên trở nên xa lạ, rốt cuộc có một chút kiên kỵ. Phù Huệ một mình ngự phong bắt đi, sau hơn ngàn dặm, dừng bóng người lại, cuối cùng rơi xuống phía trên một chiếc độ thuyền đến từ Đại Ly Long Tuyền Ngô Đồng Sơn. Bên trên là vị mặt gia hào hiệp hứa nhược, hoành kiếm ở sau người, còn có một vị phó sơn trưởng thư viện lâm lộc xuất thân lão giao. Có hai người này tọa trấn độ thuyền, cho dù là đi hướng đảo Huyền Sơn, đều dư sức. Người mà hai người hộ tống là một thiếu niên một cô gái, chuẩn xác mà nói là một mình hoàng tử đại ly tống mục. Cô gái tên là Trĩ Khuê, sau khi nàng cục mắt đi theo phía sau công tử tống tập tân nhà mình, từ đầu tới đuôi, cô gái đều không liếc mắt nhìn Phù Huệ lấy một cái, có thể là Phù Huệ không có mặt lão long bào, hơn nữa vị thành chủ lão long thành này cũng không tự báo danh hiệu gì hết cùng kiếm tiên hứa nhược đứng ở đầu thuyền hàng huyên trò chuyện khách sáo, cho nên nàng không nhận ra. Chiếc độ thuyền trực tiếp xuyên qua biển mây trên không đầu tường, sau đó dừng ở bên trong phù thành. Sau khi phù huệ tự mình sắp xếp chỗ ngủ lại cho những khách nhân đại ly xong, đi vào tư dinh của phù Nam Hoa, phát hiện cậu con trai này thần sắc quẻ oải tựa lưng vào một cột lông nhiễu lương. Phù Huệ hỏi, như thế nào mà trên dưới phù gia không hề có động tĩnh gì? Phù Nam Hoa ngẩng đầu, nhìn phía phụ thân, con đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều Hình như làm như thế nào cũng đều là sai Phù Gia, Lão Long Thành, Đại Ly, Ly Châu Động Thiên, Tôn Gia Thụ, Phù Đông Hải Phù Xuân Hoa Phù Nam Hoa đột nhiên cười lên Vậy ngươi có biết hay không, thật ra mặc kệ ngươi làm cái gì Ngươi đều là thành chủ kế nhiệm của Lão Long Thành Phù Nam Hoa vẽ mặt dài ra Phù Huệ nghiêng người, cúi đầu, giống như đang tất cung tất kính nghênh đón người nào đó một cô gái không kiên nể gì hấp thu từng ngụm lớn long khí tựa như chến choáng say đi vào đại đường sau đó đặt mông ngồi trên ghế nàng nâng lên hai tay vỗ nhẹ bàn tay một chiếc lông bào hiện lên ở phía sau nàng sương mù hôi hổi như là đang dùng hơi nước để giặt sạch quần áo vậy sau đó nàng đứng lên chiếc lông bào tự động mặc vào người nàng chính con kim long hải vân bên trên bắt đầu lưu chuyển du động rất sống động nàng đá rơi dày xuống ngồi xếp bằng trên ghế khoác chiếc long bào quá mức rộng thùng thình kia có vẻ có chút buồn cười nàng nhăn mặt tuổi thân quốc ức nói sau khi không còn cấm chế của ly châu động thiên còn phải giả vờ mình là một con kiến thật vất vả a à. hết cách rồi tạm thời ta còn chưa đánh lại một số người trong bọn họ đạo sĩ thối nguyễn cung tống trường kính vị mặt gia cự tử sâu không lường được kia kiếm tu hứa nhược vân 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 ai tóm lại rất nhiều người quên đi không đề cập tới chuyện này nữa vẫn là nơi này tốt không hổ là nơi phong thủy bảo địa đệ nhất năm xưa đổ bộ bảo bình châu long khí trải qua nhiều năm duy hộ như vậy còn lại không ít phù gia các ngươi làm không tệ về sau khẳng định có thưởng có thưởng thật hậu hĩnh phù nam hoa nhìn cô gái gương mặt trẻ con rất quen thuộc sau đó lại quay đầu nhìn phụ thân vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng lại nhìn chằm chằm chiếc lão long bào tổ truyền phù nam hoa phát hiện trước đó mình thiếu chút nữa điên thôi lần này mới là thật sự điên rồi nàng nhìn quanh bốn phía để thuận lợi đến nơi đây ta bị chịu nhiều tuổi thân và uất ức a à, nhưng mà tuổi thân và uất ức nhất là cái gọi là thuận lợi vẫn là do đạo sĩ thối kia bố thí cho ta nàng đột nhiên đưa tay chỉ hướng phù nam hoa tàn khốc nói ngươi cái con kiến này nghe nói ngay cả một trần bình an ngươi cũng không dám giết ngươi căn bản là không xứng họ cô gái quay đầu nhìn phía phù huệ các ngươi họ gì nhỉ phù huệ cung kính trả lời khởi bẩm tiểu thư chúng ta họ phù cô gái có chút phẫn nộ khí diễm hoàn toàn không còn nữa lười biến ngồi dựa vào lưng ghế hoặc là nói cuộn mình bên trong chiếc long bào kia phù nam hoa chỉ kém chút nữa là sụp đổ cô gái cúi đầu đánh giá lão long bào gân cốt khí huyết chính vị hoàng đế bảo bình châu trên lịch sử ừ cũng không tệ lắm nàng hạ tầm mắt xuống lẩm bẩm nói phần dưới quả nhiên kém biển mây một chút nàng ánh mắt sáng lên lộ ra một đôi mắt có đồng tử màu vàng biến hóa kỳ lạ. Coi như đoán trúng cô gái tâm tư, Phù Huệ cười khổ nói, tiểu thư, biển mây trên không lão Long Thành, sắp tới còn chưa thể thu vào bên trong Long Bào, nếu không dưới vạn chúng chú mục, động tĩnh quá lớn, người nào để ý sẽ thực dễ dàng phát hiện manh mối. Cô gái thở dài một tiếng, ta biết nặng nhẹ. Cuối cùng nàng mắt say lờ đờ mông lung, như là một gã say rượu, đến nơi này, thực không muốn lại rời khỏi ổ đột nhiên nàng nhảy xuống ghế dựa nhẹ nhàng rung lên lão long bào vốn như chiếc mền thật lớn lập tức trở nên vô cùng vừa người nàng đứng ở trên đại đường nhìn phía ngoài cửa nàng tựa như đang do dự cái gì tổ trạch tôn thị sau khi lão tổ nghe được kế hoạch của gia chủ đương nhiệm cười khổ nói thật sự đáng giá sao sẽ không sợ sau cuộc chiến chưa gượng dậy nổi bị phụ gia liên thủ tứ gia cùng nhau thâu tóm chúng ta tôn gia thủ sắc mặt như thường Ta chỉ hận tôn gia của cải không đủ lớn, tôn gia thụ ta chỉ có thể cực lớn như vậy. Lão tổ tôn thị trầm mặt hồi lâu, hỏi, nếu bị thiếu niên kia biết được ước nguyện ban đầu của tôn gia chúng ta. Tôn gia thụ ánh mắt kiên nghị nói, hắn sẽ không biết, cho dù nói lui nhất vạn bước, hắn đã biết chân tướng, nhưng tôn gia ta vì hắn mà trả giá lớn như vậy, về sau hồi báo, nhất định chỉ nhiều không ít. Lão tổ tôn thị hỏi lại, chỉ vì cái trước mắt như thế, thật sự thích hợp sao? sẽ không giống như thiếu niên tam cảnh phá tứ cảnh thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông tôn gia thụ lắc đầu nói một mình tôn gia thụ ta đương nhiên có thể chờ nhưng mà đông bảo bình châu cùng thiên hạ đại thế không thể chờ vị lão tổ tôn gia nguyên anh này chỉ có thở dài không khuyên bảo gì nữa sau đó thiếu niên từ gian phòng ở cao lầu trong thành kia đi trở về hồ nước tổ trạch tôn thị sau đó trời trong nắng ấm thiên hạ thái bình tôn gia thụ vẫn là năm ba hôm lại quay trở về tổ trạch một chuyến vẫn là mỗi lần trở về đều phải ở lại một đêm sau đó cùng ba vị kim đang cảnh cung phụng đánh bạc một lần lần đầu tiên là một đồng cốc vũ tiền lần thứ hai là hai đồng lần thứ ba là bốn lần lần thứ tư là tám lần cuối cùng tôn gia thụ cược bốn lần thua bốn lần sau đó tôn gia thụ không tiếp tục đặt cược nữa mà cái tên trần bình an kia vẫn như cũ ngày ngày đi gác đêm câu cá sau đó chờ đợi khoảnh khắc mặt trời mọc lên ở phương Đông Ánh Bình Minh Vạn Trường kia. Ngày thứ 20 Trần Bình An ở tại tổ trạch Tôn Thị, Tôn Gia Thụ còn đang dùng đạo gia một môn tọa vong thuật để xâm nhập vào giấc ngủ, kết quả chợt nghe Trần Bình An ở xa xa la lớn, Tôn Gia Thụ, mau nhìn. Tôn Gia Thụ đột nhiên đứng dậy, giày cũng không mặc, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bầu trời xa xa. Chỉ thấy trong mây phía đông, lại có hơn 10 con dao long màu vàng mãnh liệt giáng xuống sau đó lại bị thiếu niên bối kiếm lấy tư thế quyền cổ xưa từng con một bị đánh trở về mỗi lần ra quyền nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái không chút do dự vào thời khắc này tôn gia thụ buồn bã mất mát đạo tâm thất thủ một số gần như sụp đổ may mà lão tổ tôn thì chạy nhanh đi tới bên cạnh hắn đưa tay đè mạnh lại bờ vai của hắn gia thụ đừng như thế gia thụ có thể bốn mùa xanh tươi người thì không thể lúc nào cũng được như mong ước năm xưa đặt cho ngươi cái tên này chính là vì hôm nay. công gia thụ sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, chỉ kém một lần. Tuy tâm cảnh hắn dần ổn định, nhưng mà thất hồn lạc phách, tâm thần không yên. Thật giống như mất đi cả một tòa lão Long Thành. Nội thành lão Long Thành, nơi đầu hẻm nhỏ có hiệu thuốc bắt khôi trần, trịnh đại phong liếc mắt nhìn ánh bình minh đông phương, trong lúc tâm thần hoảng hốt, nhanh chóng lấy ra quyển sách kia, lật đến một tờ, không ngừng yên lặng đọc thiên chân thành thiên kia, yên lặng đọc lên, khi thiên địa dị tượng chấm dứt trịnh đại phong chấn vỡ bộ sách không lưu lại dấu vết gì đi trở về ngõ nhỏ vẻ mặt cầu xin nói truyền đạo nhân ha ha đúng là truyền đạo nhân của trịnh đại phong ta đêm nay tôn gia thụ lẽ ra phải mở tiệc chiêu đãi một vị đại nhân vật của đông nam đại châu nhưng mà gia chủ trẻ tuổi lâm thời đổi ý để cho nội thành tôn phủ bỏ qua bữa tiệc tẩy trần lần này tuy thực không thích hợp thế cho nên quản sự bên kia phá lệ lên tiếng dị nghị nhưng mà tôn gia thụ không giải thích gì ở thư phòng đã cắt đứt liên hệ giữa tổ trạch cùng tôn phủ sau đó đi vào từ đường phía sau quản sự bên kia có phần thúc thủ vô sách lão tổ nguyên anh tôn thị không muốn tôn phủ khó xử lão nhân đã trăm năm quan âm không hiện thân ở tôn phủ bên kia tự mình gặp mặt vị quản sự để bày cách ứng phó lúc này mới để cho tôn phủ cao thấp được uống một viên thuốc an thần sau một phen tắm rửa thay quần áo tôn gia thụ một mình đứng ở trong từ đường sau khi kính hương, giống như quay mặt vào tường suy nghĩ lỗi lầm, trầm mặt không nói. Từ đường triều linh vị, trên tường còn treo một vài bức họa gia chủ tôn gia lịch đại đã qua đời, phần nhiều là trang phục không bắt mắt giống như tôn gia thụ hôm nay, vị trí gia chủ một thế hệ tôn thị, thuộc loại cách đại truyền thừa gia gia truyền cho tôn tử, gia gia tôn gia thụ từ sau khi nhậm chức gia chủ, phải đi du lịch trung thổ thần châu. Năm đó tôn gia thụ ở tuổi nhược quán, kế thừa một phần gia nghiệp lớn như thế, Tôn gia thụ mấy năm nay có thể nói sướng khổ tự biết. Tôn gia thụ nhìn những bức họa treo tường này, có người trong lúc gia tộc nguy nan ra sức ngăn cơn sóng dữ, có người mở bước phát triển thương lộ mới, có người vì gia tộc kết bạn lôi kéo tu sĩ thượng ngũ cảnh trở thành tri kỷ bạn tốt, có người cả đời tầm thường vô vi, liên lụy tôn gia ở lão Long Thành không ngẩng đầu lên được. Có người quyết sách sai lầm, làm hại tôn gia không ngừng đánh mất địa bàn ngoại thành, tổ tôn gia nghiệp không ngừng bị ăn tàn và phân cách có người lầm nhập lạc lối, dốc lòng tu đạo, gia tộc đại quyền rơi vào tay ngoại thích. Công gia thủ thực muốn biết đến khi chính mình được treo lên trên tường, con cháu đời sau sẽ đối đãi mình như thế nào, là lão tổ Trung Hưng vung tay hăng hái, hay là đầu sỏ gây nên mầm tai họa cho gia tộc, hoặc là một kẻ ngu xuẩn bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Màn đêm thâm trầm, vị nguyên anh lão tổ kia chậm rãi đi vào từ đường, trầm mặt hồi lâu, rốt cuộc mở miệng an ủi, sự bất quá tam ngươi nguyện ý lựa chọn tin tưởng thiếu niên kia, cực lần thứ tư, đã không dễ dàng gì, thua ở lần thứ năm, không cần ảo não như thế. Vị kim đang cung phụng có hy vọng tể thân nguyên anh kia, thật ra nguyện ý cùng ngươi đánh cực bốn lần, vốn là có khuynh hướng ở lại tổ trạch tôn thị, chứ không phải bị phù đông hải lung lạc qua đó. Tôn gia thụ không xoay người, vẫn như trước ngẩng đầu ngóng nhìn một bức họa, gật đầu nói, điểm này, ta đã nghĩ thông suốt, cũng không khúc mắt nhiều lắm. Đánh cược vào chuyện này, sự tình không thay đổi theo hướng tốt, cũng không thay đổi kém hơn, kết quả ta có thể nhận. Nói lui một bước, công gia ta còn không đến mức thiếu một vị nguyên anh cảnh tương lai thì sẽ không sống nổi. Lão Tổ Tôn Thị muốn nói lại thôi, liên quan đến đại đạo căn bản của Tôn Gia Thụ, cho dù là hắn cũng không tiện tùy tiện hỏi. Cũng giống ba vị cung phụng tổ trạch Tôn Thị, mặc kệ quan hệ cá nhân cùng Tôn Gia Thụ tốt như thế nào, dù cho hiếu kỳ cảnh giới tu vi của tên thiếu niên kia như thế nào cũng tuyệt không chủ động mở miệng hỏi mà chỉ là xem như một việc vui vẻ để suy đoán tôn gia thụ mở ra một bàn tay ta qua lại với trần bình an từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang làm ăn không phải ta không xem lưu bá kiều là bằng hữu mà là trần bình an người này quá mức kỳ quái ta không nhịn được muốn đánh một ván lớn ở trên người hắn biết sao được tôn gia thụ ta là thương nhân là gia chủ tôn gia thì ra biết nhiều lắm cũng không tốt. tôn gia thủ quay đầu giơ bàn tay kia lên đợi cho trần bình an lần thứ hai đánh đuổi kim long trong ánh bình minh đợi cho phù gia án binh bất động để cho tất cả âm mưu của ta thất bại quay ngược lại làm hại mình ta mới biết được lần cực này mình đã xuống tay quá mạnh thế cho nên ta trơ mắt nhìn mình mất đi một tòa lão long thành cho dù là một vị nguyên anh lão tổ được thế gian vinh dự gọi là địa tiên cũng nhìn không ra bàn tay của người trẻ tuổi kia có gì khác thường nhưng mà lão nhân vô cùng xác định tôn gia thụ nhìn thấy chính là chân tướng cuối cùng công gia thụ đầy thần sắc bi thương nếu chỉ là thiếu đi trần bình an một bằng hữu vốn không phải là bằng hữu mất đi một tòa lão long thành công gia thụ ta bị đánh rơi răng nanh cũng phải nuốt vào bụng thật ra ta vẫn có thể chịu được tiền mất kiếm lại là được năng lực kiếm tiền công gia thụ ta tuyệt đối không kém hơn so với bất luận kẻ nào lão nhân chỉ có thể không nói được một lời chậm rãi chờ đợi câu tiếp theo công gia thụ thu hồi bàn tay nắm chặt nắm tay trung giọng nói nhưng mà trải qua đợt trắc trở này ta phát hiện đạo thủ tài của mình vốn vẫn luôn tin tưởng vững chắc là đường đường chính chính là thương gia đại đạo không thể nghi ngờ phù hợp nhất là dùng từ chính đại quang minh bắt nguồn sâu xa từ bác tự tổ huấn nhưng mà lại bị trần bình an mới quen biết không đến một tháng nghiệm chứng thì ra là cửa hông đường nhỏ lão tổ thương gia đã sớm di ngôn đời sau thiên tài như nước chảy nhanh đến nhanh đi hưng bột yên vong giả hốt yên cho nên tuyệt đối không thể giữ được tôn gia thụ quay đầu đi không để cho lão tổ nhìn thấy khuôn mặt mình hắn hơi hơi cúi đầu giống nhau cũng không muốn để những gia tộc lão tổ nhìn thấy thần sắc hắn lão nhân nguyên anh cảnh chậm rãi đi đến bên cạnh tôn gia thụ việc đã đến nước này chẳng lẽ ngươi nản lòng thoái chí như vậy chuyện gì cũng không làm tôn gia thụ đặt hai tay bên miệng nhẹ nhàng hà hơi phù gia không hiểu sao lại không hề có động tĩnh gì làm gì cũng sai chỉ có tôn gia thụ ta mấu chốt là bây giờ ta còn chưa xác định trần bình an cho rằng ta là một người như thế nào đến cùng hắn lại là người thế nào đây mới là vấn đề mấu chốt lão nhân nhíu mày nói trần bình an đối với ngươi như thế nào khó mà nói nhưng tính tình hắn ngươi còn không hiểu rõ tôn gia thụ bất đắc dĩ nói trước kia ta cảm thấy đã nhìn thấu cho nên cho dù sau chuyện này hắn đã biết chân tướng những gì tôn gia nên có trần bình an sẽ không thiếu một phần cùng lắm thì về sau là người lạ đã từng quen cả đời không qua lại với nhau nhưng hiện tại khó mà nói ta không xác định trần bình an đối với mình đối với người có hoàn toàn nhất trí hay không lão nhân vỗ vỗ bả vai tôn gia thụ gia thụ ngươi rất thông minh lại có thiên phú làm gia chủ tôn thị không có vấn đề gì cho dù là hiện tại bị vướng vào rắc rối này ta vẫn là cho là như vậy hôm nay ta đây sẽ không lấy thân phận lão tổ không khoa tay múa chân đối với một vị gia chủ tôn thị chỉ là trưởng bối nói nhiều một câu đối với vãn bối dứt bỏ đủ loại tính kế gia tộc vinh nhục cùng với đại thế bảo bình châu ngươi đến cùng vẫn là tôn gia thụ là bằng hữu tốt nhất của lưu bá kiều trần bình an lại là bằng hữu lưu bá kiều giới thiệu cho ngươi ngươi không ngại lấy đạo bằng hữu vô cùng đơn giản để qua lại cùng nhau tạm thời sẽ không cần suy xét tới gia tộc nữa tôn gia thụ quay đầu nghi hoặc nói được chứ lão nhân cười nói không ngại thử xem sao dù sao sự tình đã không thể nào tệ hơn nữa mà có một số việc không phải ngươi muốn tránh là sẽ tránh được cuộc đời này gặp phải một cái hố nhưng không sợ cố gắng đi qua là được có qua được hay không lại là chuyện khác tốt xấu gì ngươi cũng đã thử như lời ngươi nói tôn gia còn chống đỡ được công gia thụ còn có chút do dự hồ nghi vậy ta sẽ thử xem nha Lão nhân quay đầu nhìn sắc trời ngoài từ đường, đi thôi. Đừng quên, hôm nay chính là ngày Sơn Hải quy xuất phát. Công gia thụ hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi từ đường, tuy đã hạ quyết tâm, bước chân của người trẻ tuổi cũng không được thoải mái. Lần này đứa nhỏ gia thụ này thật sự thua thảm, thua sợ. Một hơi liên tiếp thua ba lượt, thua cốc phủ tiền, bỏ lỡ một vị có hy vọng nguyên anh trăm năm cung phụng. Bại bởi phù gia bất động như núi, cuối cùng thua đạo tâm bản tâm bắt đầu dao động là trí mạng nhất đổi thành là ta đứng ở vị trí này của hắn chỉ sợ là sẽ còn kém hơn so với hắn tâm cảnh sớm vỡ vụn ngay cả cơ hội vãn hồi cũng không có lão nhân không tiếp tục nhìn chăm chú bóng lưng tôn gia thụ một lần nữa nhìn phía những bức họa treo trên tường cười cười có một kiếp này cũng coi như chuyện tốt vẫn tốt hơn tương lai gặp đại họa rồi mất bò mới lo làm chuồng quá mức thuận buồn xuôi gió luôn tự phụ cho là thông minh tài trí Trung Quy không phải đạo lâu dài. Các vị có nghĩ giống vậy? Từng bức họa trên vách tường rầm rầm rung động, giống như đang phụ họa. Trong Phù Thành, bên cạnh Tống Tập Tân luôn luôn có Phó Sơn trưởng thư viện Lâm Lộc kia đi theo. Lão Long Thành mua bán cùng Đại Ly, trước khi Phù Nam Hoa tiến vào Ly Châu Động Thiên đã được xác lập, chuyến đi lần này của Tống Tập Tân, chỉ là lấy thân phận hoàng tử đại ly Tống Mục, mang tính tượng trưng mà xuất đầu lộ diện. Tất cả những điều này cũng là thôi sàm quốc sư đại ly bày mưu nghĩ kế, lại là ý chỉ của hoàng đế bệ hạ. Lần này tống tập tân từ cửa ra Long Tuyền quận Nam Hạ Lão Long Thành, hoàng đế bệ hạ ở kinh thành đại ly điều dưỡng thân thể, không nói ra yêu cầu gì đối với tống tập tân, thế cho nên thời điểm tống tập tân ở trên độ thuyền, sinh ra một vài ảo giác, tỷ nữ trĩ khuê mới là nhân vật chủ chốt thật sự trong chuyến đi xa lần này. Long Tuyền quận, Lão Long Thành Trĩ khuê, Hạt Châu Vương Chu tống tập tân biết những dấu vết hắn đã có được cùng phục bút ngàn dặm chưa ra ra manh mối đã bệnh thành một cái lưới lớn cuối cùng sẽ hình thành một cục diện một người nam hạ một người bắc thượng hơn nữa đại tùy cao thị nguyện ý nhượng bộ một bước lớn kết minh cùng đại ly tống thị bảo bình châu trung bộ có bắt câu lô châu thiên quân tạ thực ngăn chặn chặt đức khống chế nghiêm mật của thư viện quang hồ đối với giải phương bắc tuy thư viện lần đầu tiên ra tay đã lôi đình vạn quân bóp chết manh mối rụt trịch chiến tranh giữa thải y quốc sơ thủy quốc bên trong hơn 10 quốc gia trung bộ, nhưng mà tống tập tân le lói nhìn ra một lộ thiết kỵ đại ly đang tiến nhanh, thế như trẻ tre. Tiến nhanh Nam Hạ, dục ngựa dơ roi tới bên bờ Nam Hải. Tống tập tân đối với điều này yên lặng không lên tiếng, chỉ là quan sát bằng mắt, để ở trong bụng. Tình thế Bảo Bình Châu có lợi cho đại ly tống thị như thế nào, không đồng nghĩa với có lợi cho tống tập tân hắn, không đề cập tới hắn cùng nhóm triều đình trọng thần, trụ quốc công huân không hề qua lại trường xuân cung còn có một đệ đệ cùng cha cùng mẹ cùng với một vị nương nương khăng khăng một mực thiên vị ấu tử lúc trước hắn đi trường xuân cung một chuyến trên danh nghĩa là cốt nhục chia lì nhiều năm con cái sau khi nhận tổ quy tông phải chủ động ân cần thăm hỏi mẫu thân nhưng mà mặc kệ vị nương nương ở trường xuân cung kia biểu hiện thương tâm như thế nào ở sâu trong nội tâm tống tập tân phát hiện mình rất khó mà cảm động tựa như đang nhìn một người xa lạ ở bên kia đau thấu nội tâm mà hắn không hề có chút trắc ẩn, tống tập tân lúc ấy tựa như một đầu gỗ không có thất tình lục dục, trừ nặng ra một chút nước mắt, cũng không nói gì nhiều cùng vị phụ nhân quyền quý bị biến vào lãnh cung kia, chỉ là nàng hỏi một câu, tống tập tân đáp một câu. Không giống như là mẫu tử đoàn tụ, ngược lại như là một hồi quân thần tấu đối cứng nhắc. Cộng thêm một đệ đệ tống hòa ở bên cạnh rơi lệ, lần đó gặp mặt, mẫu tử ba người hẳn là đều thực sự không được tự nhiên tống tập tân một mình đi lại bên trong hành lang đình viện phù gia hắn nói muốn một mình đi dạo tản bộ phó sơn trưởng thư viện lâm lộc không đi theo nữa tống tập tân dọc theo đường đi gặp không ít nam tử tuấn lãng cùng nha hoàng tỳ nữ không người nào biết thân phận của hắn chẳng qua đôi lão long phiên vân bội cùng lão long bố vũ bội bên hông tống tập tân đủ để cho hắn đi lại tự do nơi phù gia hôm nay không biết trĩ khuê lại chạy đi đâu chơi rồi kiếm tiên hứa nhược cũng không biết tung tích người này nghe nói ở trung thổ thần châu trong mặt gia hào hiệp danh tiếng hàng đầu tống tập tân vẫn muốn kết giao thật tốt nhưng mà luôn cảm thấy hứa nhược đối với ai đều là vẻ mặt ôn hòa thật ra khó mà nói chuyện nhất hai bên rất khó tâm giao có lẽ ngày nào đó chờ mình bước lên vị trí kia mới có thể đỡ hơn một chút tống tập tân đành chịu đựng để tránh trở nên hoàn toàn ngược lại trên đường đi tống tập tân thưởng thức sơn thủy lâm viên cùng đình thay lầu các phù gia tỉ mỉ tạo ra Xem nhiều rồi thì thấy hơi chút nhàm chán. Trước kia hắn đi dạo trên các con phố nơi trấn nhỏ, mặc kệ bên cạnh có mang theo tỳ nữ Trĩ Khuê hay không, cũng không cảm thấy phong cảnh nhàm chán không kiên nhẫn để xem như thế. Tống Tập Tân nhớ tới Trĩ Khuê, nỗi lo lắng trong lòng càng ngày dày hơn. Hắn rất sợ có một ngày, nàng không còn là tỳ nữ của mình, vừa quay đầu, không nửa bóng người nhỏ nhắn của nàng nữa. Tựa như bây giờ, Tống Tập Tân quay đầu, đạo hành lang trống rỗng chỉ có con vẹt ngốc nghếch trong lòng đang nói tiếng người, còn là phương ngôn lão long thành khó nghe khó hiểu, tống tập tân xoay người đi đến trước lồng chim, lấy ngón tay gõ mạnh lên lồng chim, tâm miệng. Con vẹt học nói cực nhanh cực chuẩn, trả lại cho tống tập tân một câu nhã ngôn bảo Bình Châu, tâm miệng. Tống tập tân cao mày, lại nói, tống mục là đại gia. Con vẹt ngủ sắc yên lặng xoay người sang chỗ khác, xoay mông về phía tống tập tân, sau đó nói một câu, đại gia cái đầu ngươi. Tống Tập Tân không giận mà cười, tâm tình chuyển tốt, cười cười rời đi. Phù gia có một tòa đăng long đài, là một cấm địa của lão Long Thành, không ở trong phù thành, mà là bên bờ biển phía cực đông lão Long Thành, đăng long đài cao mấy chục trượng, là kiến trúc cao nhất của lão Long Thành, nhưng mà trống rỗng không có gì, luôn có vị luyện ký sĩ Kim Đan Cảnh ở đây kết mau tu hành, để ngừa người, người ngoài tự tiện xông vào. Hôm nay Phù Huệ tự mình dẫn một vị khách nhân lên đài ngắm cảnh, ngoài ra chỉ có con trai trưởng phù nam hoa đi cùng không còn người nào khác hơn nữa điều kỳ quái nhất là phù huệ đến chân đăng long đài thì dừng bóng người lại chỉ để cho vị khách nhân một mình đi lên đài cao luyện khí sĩ kim đăng cảnh sau khi cung kính chào hỏi phù huệ nhìn phù nam hoa vài cái rồi quay về nhà tranh tiếp tục cảm ngộ đại hải triều tịch để mà mài dũa thần hồn phù huệ nhẹ giọng nói nam hoa trước đó ngươi lựa chọn không ra tay đối với trần bình an có phải cho rằng tôn gia thụ là người thông minh, chỉ sẽ có những hành động thông minh hơn so với ngươi phải không? Phù Nam Hoa thành thành thật thật trả lời, trừ lần đó ra, con Thủy chung để tay lên ngực tự hỏi, nếu như lấy thân phận thành chủ lão Long Thành, đối với việc này, con nên làm như thế nào? Là lợi dụng việc công vào việc tư, hay là... Phù Nam Hoa thần sắc xấu hổ, không nói thêm gì đi nữa. Phù Huệ Tán Thưởng nói, như thế xem ra, Ngày đó ta nói với ngươi những lời kia Ngươi thực sự nghe lọt vào tai Tử tôn phù gia không thể đợi cho đến ngày nào đó làm thành chủ Mới bắt đầu lấy thân phận thành chủ để làm việc Nếu chút tầm nhìn nhãn giới ấy cũng không có Cho dù là người mạnh nhất gia tộc Chỉ biết vì tư dục của bản thân Đánh đánh giết giết Hoành hành vô kỵ Một khi gặp gỡ tiên nhân thượng ngũ cảnh chân chính Đừng nói là phù gia Cả tòa lão Long Thành cũng không là cái gì Phù Nam Hoa quyết tâm Cắn răng nói phụ thân, nhưng mà hôm nay cảnh giới con thấp kém, tương lai như thế nào có thể danh chính ngôn thuận kế thừa thành chủ? Phù Huệ cười không nổi, như thế nào? Dùng tiền đập, phù gia lão long thành thứ khác không nói, tiền thì thật sự không ít. Ngươi cho là lúc trước ta từ kim đang cảnh tể thân 10 cảnh nguyên anh như thế nào? Thiên tài địa bảo ta đã tiêu hao, cũng đủ mua dãy phố dài 300 dặm ở ngoài thành của tôn gia. Rồi sau đó, lại là như thế nào một bước đi tới 10 cảnh đỉnh phong? trừ tu hành coi như cần cù phần nhiều vẫn là dùng tiền đắp vào bằng không ngươi cho là thế nào phù nam hoa trợn mắt há hốc mồm chỉ đơn giản như vậy phù huề hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn phía bóng người cao gầy từng bước đăng cao kia mỉm cười nói ngoài việc ta đã nhắm chuẩn ngươi ý kiến của nàng ta cho dù chỉ là một câu nói vô tâm vẫn là quan trọng nhất hình dung là nhất truy định âm cũng không khoa trương có vài người và sự việc của phù gia lão long thành trước mắt ngươi không thể tiếp xúc, nhưng mà kế tiếp ngươi sẽ hiểu biết càng ngày càng nhiều, phong cảnh đỉnh núi Bảo Bình Châu chân chính, cũng sẽ từng chút một hiện ra ở trước mắt ngươi. Ánh mắt phù nam hoa nóng hẳn lên. Phù Huệ ý cười đen tối, sau đó một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện bốn phía tất cả đều là mùi máu tươi. Người ngoại hương đang bước theo cầu thang đi lên là một cô gái, sau khi nàng đi lên đăng long đài, mặt nàng đầy huyết ô, không ngừng có huyết lệ từ giữa đôi mắt vàng ống ánh chảy xuống. Nàng đứng cô độc, cô đơn lẻ bóng, nhìn quanh bốn phía. Chính lục địa, năm hồ bốn biển, trên núi dưới núi, khắp nơi là mộ phần, nơi nơi là cừu khấu. Ngày hôm đó Trần Bình An vẫn như trước các đêm câu cá, sau đó tranh thủ thời gian, bắt đầu luyện tập kiếm lô lập cọc, đợi cho sau khi Hừng Đông, lại một lần trợn mắt nhìn trên không mặt biển phía đông. Chỉ là lần này Trần Bình An không còn dẫn đến khí lưu màu vàng hạ xuống, nhưng mà Trần Bình An nhếch miệng cười đứng lên phất tay với bên đó, như là đang chào hỏi cùng người quen. Trần Bình An thu hồi cần câu giỏ cá, quay về tổ trạch tôn gia, kết quả nhìn thấy tôn gia thụ đang ở bờ sông chờ đợi mình. Hắn đang đợi Trần Bình An, thật ra Trần Bình An cũng đang chờ tôn gia thụ hắn. Lúc trước ở ngõ nhỏ nơi nội thành, Trịnh Đại Phong suối dục mình tháo xuống lớp da mặt che giấu dung mạo kia, sau đó cũng có âm thần làm khó dễ đối với Trịnh Đại Phong tuy chỉ có đôi câu vài lời tựa như không quan hệ tới tôn gia trần bình an hơi nghiền ngẫm có thể nhìn ra được sát khí giấu giếm bên trong thất vọng đương nhiên sẽ có lửa giận ngập trời chưa hẳn lưu bá kiều giới thiệu tôn gia thụ cho mình làm quen khẳng định là hảo tâm ý tốt cho nên có nguyện ý đi vào tổ trạch tôn thị hay không là lựa chọn của bản thân trần bình an xét đến cùng vẫn là theo bản năng gần lợi xa hại chỉ là quay đầu nhìn lại lựa chọn này khả năng không phải kém cỏi nhất, nhưng cũng không phải tốt nhất. Thương nhân chi đạo phù gia cùng tôn gia thờ phụng, học vấn tôn chỉ là cái gì? Tôn gia thụ trong lúc nói chuyện phím, thật ra cũng đã lộ ra một ít. Ấn tượng về tôn gia thụ của Trần Bình An lại trở nên mơ hồ, hơn nữa trong lòng đã tràn ngập đề phòng cùng tra xét. Một người bản tính đơn thuần thuần phát, hoàn toàn không đồng nghĩa với khờ ngốc trì độn. Phải làm người tốt chân chính, mới biết được cái gì là người xấu một người tốt có thể còn sống đàng hoàng chính là thiện ý lớn nhất đối với thế giới này những thứ dễ hiểu này trần bình an căn bản không cần sách vở nói cho hắn biết phố phường hạng lộng gà bay chó sủa hàng xóm láng giềng lông gà vỏ tỏi học đồ lò gốm lục đục với nhau không phải đều đang nói những điều này công gia thụ nhìn thiếu niên bối kiếm càng đi càng gần kia hít sâu một hơi trước tiên không nói cái gì chỉ là chắp tay bồi lễ trần bình an dịch chuyển bước chân né tránh tôn gia thụ nhìn như vô duyên vô cớ bồi tội này. Tôn gia thụ đứng dậy, không để tâm đối với điều này, cười khổ nói, Trần Bình An, ta đã giúp ngươi sắp xếp độ thuyền quế hoa đảo phạm gia, tôn gia ta đã không còn mặt mũi mời ngươi đi lên sơn hải quy. Trần Bình An hỏi, tôn gia thụ, đây là vì cái gì? Tôn gia thụ do dự một lát, dứt khoát ngồi sổng người xuống, mặt hướng về phía nước sông, nhặt lên một hòn đá bên chân, nhẹ nhàng ném xuống nước lúc trước ta muốn cầu phú quý trong hiểm nguy, vớt lấy một món cực lớn. Cố ý giấu giếm độ mạnh yếu nắm giữ trong tay của phù gia đối với lão Long Thành, chỉ để ngươi mang theo chiếc da mặt không đủ để che lấp toàn bộ chân tướng, sau đó dưới con mắt nhìn chầm chầm của phù gia đi khỏi cao lầu, cực là phù nam hoa vốn tính tình bướng bỉnh sẽ không nuốt được cân tức kia, sẽ hơn sư động chúng dẫn người giết ngươi, sau đó, ta sẽ liều mạng một nửa tôn gia không cần cũng phải bảo vệ Trần Bình An ngươi, sau lại ngươi bình yên đi thuyền đi hướng đảo Huyền Sơn, sẽ cảm thấy thiếu tôn gia thụ ta một nhân tình thiên đại, ta tin tưởng sớm muộn sẽ có một ngày, hồi báo của tôn gia, chỉ biết so với mất đi càng nhiều hơn. Trần Bình An vẫn đang cầm theo cần câu và giỏ câu, đứng tại chỗ, hỏi một vấn đề mấu chốt, làm sao ngươi chắc chắn giữ được tính mạng của ta. Tôn gia thụ cũng không quay đầu lại, đưa tay chỉ chỉ đỉnh đầu, có vài người và sự việc chỗ tối cao nhân gian, phù Nam Hoa không có tư cách biết, nhưng mà Tôn gia thụ ta là gia chủ Tôn gia, biết phù huệ thành chủ lão long thành đương nhiên càng biết rõ. Trận tranh giành khí phách giữa những vãn bối này, ta chỉ cần cực toàn bộ gia sản, bày ra tư thái không tiếc cùng phù gia ngọc đá cùng vỡ, như vậy phù huệ sau khi hung hăng đấu một phen với Tôn gia, tới một mức độ sẽ chủ động thu tay lại. Trần Bình An ngươi đương nhiên chỉ hữu kinh vô hiểm, sẽ không chết mà tôn gia thụ ta có thể nhân cơ hội trở thành bạn cùng chung hoạn nạn với ngươi mãi đến giờ phút này trần bình an mới đầy ngập lửa giận sắc mặt âm trầm lặng yên vận chuyển khí cơ cắt gao áp chế cơn tức giận trong tâm hồn tôn gia thụ lại ném ra một cục đá tôn gia mấy năm nay thanh thế chính thịnh ở mặt ngoài cùng phù gia có thực lực tranh cao thấp nhưng mà ta nhìn hơi chút xa một chút trừ phù gia một lòng một dạ đầu nhập vào đại ly vương triều trong năm thế gia vọng tộc phạm gia theo sát sau phù gia còn lại ba nhà cũng đều có chỗ dựa có thư viện quan hồ có tiên gia phủ đệ bắc câu lô châu có hào phiệt đứng đầu đông nam lục địa đều tìm được núi để tựa vào cùng đường lui duy chỉ có tôn gia ta vẫn do dự bởi vì ta cũng nhìn trúng đại ly tống thị chỉ là ta không tìm thấy phương pháp năm xưa ta để cho một vị kim đan cảnh gia tộc cung phụng đi hướng đại ly kinh thành đừng nói là đại ly hoàng đế đến ngay cả đại môn vương phủ phiên vương tống trường kính còn không thể nào vào được một thương gia cảm giác cầm theo đầu heo tìm không thấy miếu thật sự làm cho người ta rất tuyệt vọng trần bình an hỏi vấn đề thứ hai ngươi không xem trần bình an ta là bằng hữu thực bình thường như vậy lưu bá kiều thì sao tôn gia thụ trong bụng đã sớm nghĩ sẵn thiên ngôn vạn ngữ thế mà không có một câu có thể trả lời vấn đề này tôn gia thụ vẽ mặt cay đắng nhìn phía nước sông trực chỉ nhân tâm không gì hơn điều này lão tổ tôn thị âm thầm quan sát cuộc đối thoại nơi này đều vì tôn gia thụ mà đổ mồ hôi lạnh đầy tay tôn gia thụ hơi hơi cúi đầu hai tay nâng má nếu đã không còn thượng sách ứng đối người làm ăn thông minh đến cực điểm này liền dứt khoát lẩm bẩm theo bản tâm ta đương nhiên xem hắn là bằng hữu nhưng mà khả năng sau chuyện này đây chỉ biết sẽ có thêm trần bình an ngươi một cái kẻ địch mất đi lưu bá kiều một bằng hữu trần bình an hỏi câu hỏi thứ ba sở dĩ nói những lời này là vì không dám giết ta sợ tương lai có một ngày bị người ta sau khi trở về hạo nhiên thiên hạ, một cước sang bằng tổ trạch tôn thị. Tôn gia thụ lắc đầu nói, ta không muốn giết ngươi. Hắn quay đầu, miễn cưỡng cười vui, Trần Bình An, những lời này, ngươi tin hay không? Trần Bình An không trả lời. Tôn gia thụ đứng lên, như là dở xuống gánh nặng vạn cân, không còn thần sắc quẻ oải nữa, rốt cuộc khôi phục vài phần phong thái tôn gia thụ lão Long Thành, nên nói, không nên nói, ta đều đã nói rồi sau này mặc kệ trần bình an ngươi làm cái gì ta đều sẽ không hối hận phần gánh vác ấy tôn gia thụ ta vẫn phải có trần bình an thở dài thu dọn xong hành lý ta sẽ đi hiệu thuốc bắc khôi trần trong nội thành sau đó lên quế hoa đảo phạm gia đi hướng đảo huyền sơn tôn gia thụ gật đầu nói được hai người một trước một sau yên lặng đi trở về tổ trạch tôn thị trần bình an quả thực buộc chặt túi đeo chỉ dựa vào ký ức đi lên con đường bùn đất kia tôn gia thụ một mình ăn bữa sáng vẫn là đồ ăn muối chua cháo trắng màng thầu lão tổ tôn thị ngồi ở đối diện vừa định nói chuyện tôn gia thụ đã nói chân tướng chuyện này ta sẽ mau chóng nói rõ ràng với lưu bá kiều lão nhân hỏi là sợ trần bình an giành tố giác trước đến lúc đó càng thêm khó xử hay là bản thân lương tâm bất an không nói ra thì không thoải mái tôn gia thụ dừng đũa dụng tâm nghĩ nghĩ thẳng thắn thành khẩn nói hình như cả hai Lão nhân dò hỏi, vì sao không hoặc là không làm, nếu đã làm phải làm đến cùng, động chút tay chân trên độ thuyền Quế Hoa đảo. Tôn gia thụ sau khi cởi bỏ khúc mắt, tinh thần tỉnh táo không ít, cười lắc đầu, không thể lấy một cái sai để che giấu một cái sai khác, ta cũng không dám mang lòng cầu may nữa. Sau khi nghe câu trả lời thuyết phục này, lão nhân giống như còn trút được gánh nặng hơn so với Tôn gia thụ như, cười nói, vậy lần này coi như Tôn gia cũng không bị thiệt gì. Dưới đại thế đi trước một bước, đương nhiên là tốt nhất, nhưng mà có thể thủy chung không phạm đại sai, cũng giống vậy không dễ dàng gì. Đã có đại gia đại nghiệp, sẽ không thể luôn mang suy nghĩ được ăn cả ngã về không? Tôn gia thụ cười nói, nhà có người già, như có bảo vật. Lão nhân đứng lên, ngươi từ từ ăn, từ từ điều chỉnh tâm trạng, sắp tới đừng tiếp tục có những cảm xúc phập phòng quá lớn. Tôn gia thụ buông chiếc đũa trong tay, đứng dậy cung kính tiễn đưa, đợi cho lão nhân đi ra khỏi phòng, hắn mới một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục vùi đầu ăn bữa sáng. Cây đắng không chịu nổi. Về phần tôn gia thụ nếu như ứng đối không được, sẽ bị lão tổ tôn thị mạnh mẽ cướp đoạt thân phận gia chủ. Điểm này, lúc trước một già một trẻ ngồi đối diện, trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa hai bên cũng không cảm thấy có gì không ổn. Đi ra khỏi địa bàn tổ trạch tôn thị, đi vào một con phố phồng hoa, hỏi đường, thuê một chiếc xe ngựa bình thường đi hướng vào trong thành, lần này chi tiêu cũng rất bình thường, dù sao không cần tuấn mã hào xa cùng đủ loại chim bay cá nhảy giao long chúc duệ đồng hành ba trăm dặm trên con đường kia từ ngoại thành tiến vào nội thành mới là một khoản phí chi tiêu không nhỏ sau khi ngồi lên xe ngựa ngược lại là trần bình an đang chỉ đường cho xa phu bởi vì trong thùng xe có thêm một pho tượng âm thần chính là vị đã xuất hiện ở bên ngoài hiệu thuốc bắc khôi trần kia tự xưng họ triệu trần bình an liền tôn xưng là triệu tiên sinh đến ngoài ngõ nhỏ Trần Bình An trả tiền xe, hôm nay Trịnh Đại Phong không ngồi dưới tàn cây hòe, mà là ngồi ngây ngốc ở phía sau quầy của hiệu thuốc bắc, thấy Trần Bình An cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói với Trần Bình An hiệu thuốc bắc tuy nhỏ, nhưng mà phía sau hiệu thuốc bắc rất lớn, Trần Bình An vén rèm cửa lên. Phát hiện thế mà bố cục không khác biệt mấy với hiệu thuốc bắc dương gia, phía sau có đại viện tự lát đá xanh, cũng là nhà giữa cùng sương phòng hai sườn, sương phòng đều bỏ không, tùy Trần Bình An chọn lựa, Trần Bình An chọn gian bên tay trái, buông hộp kiếm cùng túi hành lý trong phòng, chỉ cục hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông. Trịnh Đại Phong học dương lão nhân ngồi dưới mái hiên bên ngoài nhà giữa, không biết từ tiệm đồ cổ nào móc ra một tẩu thuốc lá rời, ngồi ở trên băng ghế nuốt vân phun sương. Chẳng qua trong mắt Trần Bình An, lão nhân rút ra thuốc lá rời, là thâm trầm như giếng cổ. Trịnh Đại Phong rút ra thuốc lá rời, chỉ thấy buồn cười. Trần Bình An ngồi ở cửa phòng mình, nói về chuyện chuẩn bị lên độ thuyền quế hoa đảo trịnh đại phong gật đầu nói thật dễ dàng cam đoan cung phụng trần bình an hắn như lão tổ tông nhà mình sau đó hai vị không hợp tính tình này đều không ai nói gì một người hút thuốc lá rời một người uống rượu điều này khiến cho những cái đầu phía sau rèm cửa cảm thấy rất không thú vị nhanh chóng tản đi hết trịnh đại phong buồn chán vô vị ngồi hút thuốc lá rời thật sự không biết lão nhân vì sao thích món này căn bản không có tư vị gì thi thoảng liếc mắt nhìn thiếu niên tâm trạng nặng nề kia trăng có đêm tối sáng tròn khuyết tròn khuyết đều có định sổ cùng với ly châu động thiên vỡ vụn rơi xuống hôm nay số phận tiểu tử này không tính là quá kém chỉ nói thời cơ trần bình an lần này tiến vào lão long thành nếu không có cửa ra đại ly cùng vân lâm khương thị trước sau đều đến phù huệ chưa chắc sẽ dễ nói chuyện như thế trần bình an lại là đang suy nghĩ xử lý chuyện năm văn tiền như thế nào trịnh đại phong đột nhiên mở miệng hỏi thuận miệng hỏi một câu nếu lúc trước tề tiên sinh nói trần bình an ngươi đời này đều không có biện pháp tể thân cảnh thứ tư ngươi sẽ như thế nào trần bình an đang nghe truyện trên tv audio cv cân nhắc một lát vậy hẳn là ta sẽ chấp nhận số mệnh trịnh đại phong tựa như có chút bất ngờ sau đó liếc mắt xem thường càng thêm cảm thấy không thú vị như thế này cũng có thể làm truyền đạo nhân của mình trong loại chuyện này trần bình an cùng mình không phải chung một con thuyền sao Trịnh Đại Phong không muốn hết hy vọng, hỏi: "Sau khi chấp nhận số mệnh thì sao nữa?" Loại chuyện vô thưởng vô phạt này, Trần Bình An sẽ thuận miệng trả lời, đương nhiên là tiếp tục luyện quyền a, còn có thể như thế nào? Lúc ấy ta cần phải dựa vào luyện quyền để thay đổi số mệnh, hơn nữa luyện quyền không chỉ là phá cảnh, có thể cường thân kiện thể, có thêm khí lực luôn là chuyện tốt. Trịnh Đại Phong nheo lại mắt, cười hỏi: "Vậy nếu ngươi không cẩn thận đi tới tam cảnh bình cảnh?" thấy được hy vọng cảnh thứ tư, phải làm sao? Trần Bình An quay đầu nhìn hán tử này, thiếu chút nữa thốt ra câu cửa miệng của vị lão kiếm thánh sơ thủy quốc, ngươi có phải thằng ngốc không vậy? Luyện quyền là chuyện tốt, phá cảnh lại càng tốt, ngươi nếu đã đi đến bình cảnh, đương nhiên là suy nghĩ xem phá cảnh như thế nào. Trịnh Đại Phong chật chật nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không nhớ tới định luận cái quan của tề tiên sinh, nói ngươi không thể tể thân cảnh thứ tư. Trần Bình An trừng mắt to, Cảm thấy Trịnh Đại Phong người này chắc chắn vừa mới bị kẹp đầu vào cửa, sao võ đạo tông sư Bác Cảnh đỉnh phong lại khó hiểu như thế? Trần Bình An uống hớp rượu, học vấn của Tề Tiên Sinh đương nhiên rất lớn, nhưng mà tâm ý ước nguyện ban đầu của Tề Tiên Sinh, tất nhiên là muốn ta tốt, nếu phá cảnh là chuyện xấu. Ta sẽ chịu đựng, nếu là chuyện tốt, nhưng nếu Tề Tiên Sinh ngay từ đầu đã nghĩ sai lầm rồi, chẳng lẽ ta sẽ thực sự không phá cảnh. Nói tới đây, Trần Bình An lẩm bẩm ở trong lòng. Nếu là như thế, Tề Tiên Sinh mới có thể thất vọng. Trịnh Đại Phong sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, đã không còn quan tâm chuyện hút thuốc lá rời, Tề Tiên Sinh sao có khả năng sẽ sai lầm. Trần Bình An nghiêm mặt nói, nếu ta còn có cơ hội đứng ở trước mặt Tề Tiên Sinh, hỏi tiên sinh có khi nào người phạm sai lầm không, người cảm thấy Tề Tiên Sinh sẽ trả lời như thế nào? Trịnh Đại Phong như bị sét đánh, vẻ mặt thống khổ, đã đánh rơi tẩu thuốc, hai tay vào đầu. Trịnh Đại Phong hốc mắt đỏ bừng, giăng kính tơ máu, nhìn chầm chầm phía Trần Bình An, quát lớn, Trần Bình An. Tề tiên sinh còn có lời nào muốn ngươi gửi gắm cho ta không? Nói, nói thẳng đi, nếu có, ta cam tâm tình nguyện làm hộ đạo nhân của ngươi. Mười năm, một trăm năm cũng không sao. Trần Bình An lắc đầu nói, không có. Trịnh Đại Phong đột nhiên đứng dậy, giống một con kiến bò trên chảo nóng, điên cuồng đảo quanh trong sân, bước chân nhiễu loạn, ngay cả một võ phu tam cảnh cũng không bằng. Trần Bình An lẩm bẩm nói, sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ. Toa âm thần kia hiện lên ở bên cạnh hắn, hắn đã sớm che đậy khí tượng tiểu thiên địa viện tử này, không có gì thanh âm động tĩnh nào xuyên qua được tấm rèm cửa kia. Trịnh Đại Phong đụng loạn chung quanh, "Tề tiên sinh, ta nghe qua rất nhiều lần truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc của người, người nhất định giấu giếm Huyền Cơ nói cho ta nghe, chỉ là lúc trước ta chưa từng lĩnh hội được mà thôi." Ngẫm lại, ngẫm kỹ lại, Trịnh Đại Phong, không cần gấp không cần gấp. Bên trong tiểu viện, trên mặt đất xuất hiện từng luồng cương phong hỗn độn, ngưng tụ như kiếm phong lưỡi dao thực chất, cũng may có âm thần ở bên cạnh cẩn thận áp chế, mới không đánh nát nền lát đá xanh, đụng hỏng cột hành lang và cánh cửa. Trần Bình An yên lặng uống rượu, dụng tâm cẩn thận quan kháng Trịnh Đại Phong cùng cảnh tượng kỳ dị này. Cuối cùng Trịnh Đại Phong mặt đầy nước mắt, bước chân không ngừng, chỉ là ngẩng đầu nhìn phía Trần Bình An, đạo lý tề tiên sinh dạy ngươi, Trần Bình An, ngươi mau nói đi, mặc kệ là cái gì, chỉ việc nói ra, mặc kệ là thánh hiền đại đạo của người đọc sách tam bất hủ, hay là làm người xử thế tu thân tề gia, ngươi cứ việc nói. Trần Bình An ôm hồ lô dưỡng kiếm, mặt không chút thay đổi, hỏi, dựa vào cái gì? Trịnh Đại Phong gần như kêu rên, ngươi là truyền đạo nhân của ta. Trần Bình An, ngươi mới là truyền đạo nhân của Trịnh Đại Phong ta. Âm thần nhẹ giọng nhắc nhở nói, trần bình an sự tình không ổn nếu trịnh đại phong cứ tiếp tục như vậy rất có khả năng biến thành một tên điên võ đạo hồn phách chia lìa cho dù tỉnh táo lại cũng thật sự cả đời vô vọng sơn điên cảnh hơn nữa ta chưa chắc áp được hắn hiệu thuốc bắc này tính cả ngõ nhỏ cùng con đường cái gần đó chỉ sợ đều sẽ bị trịnh đại phong toàn bộ đập nát tử thương vô số thật ra tâm cảnh trần bình an xa xa không được bình tĩnh như sắc mặt nhưng mà cái gì truyền đạo nhân lung tung lộn xộn vậy còn muốn hắn một tên vừa mới tể thân cảnh thứ tư, đi chỉ điểm một vị đại tông sư bát cảnh đỉnh phong. Trần Bình An nhìn trong viện càng ngày càng nhiều cương phong, rất nhiều đã như từng khe nước hội tụ thành gian hà, hình thành từng đạo lục địa long quyển cao tới 7-8 thước, những chỗ đi qua, nền lát đá tảng đều đã vỡ vụn. Trần Bình An nhanh chóng khống chế phi kiếm 15 trong hồ lô dưỡng kiếm, từ trong đó lấy ra những thẻ tre nhỏ khắc đầy đạo lý của hắn, chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa, nhất nhất nói với trịnh đại phong văn tự nội dung bên trên nhưng trịnh đại phong chỉ là thống cổ lắc đầu nói không đúng không đúng những cơn gió sinh ra dưới chân trịnh đại phong đã rời khỏi mặt đất giống một con diều đứt dây lung tung phiêu đảng, hơn nữa thất khiếu đổ máu vô cùng thê thảm cho dù trần bình an kiệt lực dùng hết khả năng để nhớ lại rất nhiều thi từ tốt đẹp văn chương nhã ngôn lý hy thánh đề bút viết ở trên vách tường trúc lâu lớn tiếng nói ra trịnh đại phong vẫn là lắc đầu lúc này vị võ phu viễn du cảnh đã rốt cuộc nói không nên nửa chữ, chỉ có thể ở trong không trung lão đảo ra quyền. Tận lực lấy điều này để duy trì một tia minh mẫn cuối cùng trong đầu. Võ đạo sơn điên giữa bát cửu cảnh, so với tam tứ cùng lục thập, phong cảnh càng thêm bao la hùng vĩ, nhưng cũng càng thêm hiểm trở. Được xưng là khấu tâm quan. Về phần quan ải giữa cửu thập, lại càng khủng bố làm cho người ta sợ hãi, được gọi là chàng thiên môn, có thể thấy được độ khó khăn của một bước kia là như thế nào. Tất cả những điều này Trịnh Đại Phong đều biết, cho nên mới hâm mộ sư huynh Lý Nhị cả ngày làm những việc đần độn, mới có thể ghen tị tống trường kính một lần sinh tử đại chiến đã tể thân 10 cảnh kia. Hắn giao thủ với Lý Nhị, số lần thiếu chút nữa bị đánh chết, một bàn tay đều đếm không xuể. Vì sao một tống trường kính chừng 40 tuổi đều có thể, riêng Trịnh Đại Phong hắn một đường tăng lên, thế như trẻ tre cao đến cảnh thứ 8, lại không được vì sao lão nhân còn cố tình nói cuộc đời này hắn vô vọng cảnh thứ chín ở trên gánh nặng tâm quan hắn đã không chịu nổi chất thêm một gánh nặng nữa vì sao lật qua thiên chân thành thiên kia nhìn thấy truyền đạo nhân hai lần ra quyền đánh đuổi thiên đại cơ duyên hiểu được chân thành ý vẫn là bình cảnh hơi buông lỏng nhưng chết sống không bước qua được âm thần theo bản năng nhanh chóng nắm tay các cao nhìn thẳng trịnh đại phong hầu như sắp tâm thần sụp đổ kia lúc này tòa âm thần giống như đang do dự đến cùng có nên ngang nhiên ra tay hay không. Nhưng mà hắn Thủy chung không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần này nếu ngăn trở Trịnh Đại Phong phát cuồng, tiền đồ võ đạo của Trịnh Đại Phong sẽ thật sự bị phế đi. Trịnh Đại Phong đột nhiên chợt dừng thân hình, huyền đứng ở không trung, cả người đẫm máu, khuôn mặt đỏ tươi mơ hồ không rõ, đi thương vì thất vọng, sư phụ, ta làm không được, ta thật sự làm không được, thực xin lỗi. Nhìn Trịnh Đại Phong một thân máu tươi, đã thúc thủ vô sách, trần bình an không biết từ đâu nhớ tới một tiểu cô nương quanh năm suốt tháng mặc áo hồng miên vui vẻ thiên chân rực rỡ nhớ rõ lý hòe từng nói tiểu cô nương thường xuyên hỏi một vài vấn đề đến tiên sinh của nàng cũng không đáp được mà tề tiên sinh cũng sẽ không cảm thấy điều này có gì không đúng trần bình an giống như lòng có linh tính nhẹ giọng lẩm bẩm nói học trò không nhất thiết cứ phải bằng thầy một câu lẩm bẩm yếu ớt đuổi rùi mũi ở bên tai trịnh đại phong lại vang như con nước lớn đập vào lão Long Thành. Trịnh Đại Phong si ngốc cúi đầu, nhìn phía cây điếu trúc cũ kia. Nhớ mang máng, chưa bao giờ lão nhân nguyện cùng hắn nói thêm cái gì, mỗi lần xuyên qua sương khói lạnh lùng nhìn phía mình, mỗi khi tới những thời điểm như thế sẽ khiến cho Trịnh Đại Phong tâm cao khí cao, không có được nửa điểm dũng khí để đối mặt. Trước ngày hôm nay, Trịnh Đại Phong cho tới bây giờ không cảm thấy điều này có gì không đúng. Thế nhân không biết thân phận lai lịch lão nhân, Trịnh Đại Phong hắn biết thế nhân không biết lão nhân thần thông quảng đại hắn biết rõ vô cùng thế nhân không biết sự tích huy hoàng của lão nhân trịnh đại phong hắn vẫn biết một khi đã như vậy trịnh đại phong hắn như thế nào có thể lấy thân phận đệ tử chỉ là võ phu tu vi bát cảnh còn có tư cách nhìn trực diện vị lão nhân kia trịnh đại phong ngẩng đầu hít thật sâu một hơi đưa tay lau quệt mặt đầy vết máu nhẹ giọng nói thì ra là thế trịnh đại phong không có lời nói hùng hồn không có làm càng cười to, chỉ là từng bước từng bước ngự phong đi đến không trung phía trên viện tử, ở trong lòng mặt niệm nói với chính mình, sư phụ, người đã ở chỗ cực cao, không sao hết, đệ tử trịnh đại phong, sẽ một bước một bước đi tới gặp người. Ngày này, có người từng bước lên trời, trực tiếp phá khai biển mây kia, dẫm lên trên biển mây cao cao, người nọ đang cao nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Một tòa lão long thành, đại gió nổi lên mây bay giăng. Trần Bình An ngẩng đầu nhìn phía trời cao, trịnh đại phong phá cảnh khí tượng to lớn, trực tiếp khiến cho biển mây của phù gia hiện ra chân thân, nhưng cuối cùng người và biển mây cùng nhau chậm rãi trôi đi, không nhịn được lo lắng, Âu lo hỏi, có khi nào động tĩnh hơi lớn quá không nhỉ? Âm thần cười nói, động tĩnh phải đủ lớn, mới có thể kinh sợ bọn chuột nhắc cùng Sài lan. Trịnh Đại Phong có thể hậu tích bạc phát, một câu đánh vỡ bình cảnh, âm thần này đương nhiên thấy vui khi sự thành nếu trịnh đại phong chết non ở đây thần quân cùng người làm ăn tự nhiên công bình công đạo nhưng bọn họ những âm thần vật âm từ miếu nhỏ đi ra sẽ không có phần đãi ngộ này một khi làm hỏng mưu đồ của thần quân trước lấy tức giận ngoài ngàn vạn dặm bị diệt sát trong nháy mắt cũng không có chút gì kỳ quái trần bình an vốn luôn cẩn thận còn đang nghiêm túc nhai nuốt những lời này cảm thấy thật sự có đạo lý nhưng loại đạo lý này tạm thời không thích hợp với mình không sao tựa như những văn tự khắc lên thẻ tre nhỏ trước tiên tập hợp lại đi lại giang hồ kỹ năng càng nhiều càng tốt đạo lý lại càng như thế trần bình an tò mò hỏi có khi nào sẽ huyên náo khiến cả thành đều biết về sau trịnh đại phong muốn làm cái gì há chẳng phải là khắp nơi đều có tai mắt của phù gia cùng năm thế gia vọng tộc kia âm thần liếc mắt nhìn hướng đông hải lắc đầu nói phù huề đã xuất mã rồi mượn cơ hội này trịnh đại phong hẳn là sẽ thuận thế làm vài bút toán làm ăn thời điểm từ biển mây quay về, nhất định sẽ không giống trống khua chiên giống như thời điểm đi lên. Trần Bình An gật gật đầu, thu hồi toàn bộ những chiếc thẻ tre nhỏ màu xanh biếc mướt mắt, thu vào trong phương thốn vật, những thẻ tre này, vừa có lục trúc bình thường còn dư lại từ lúc trước làm rương trúc nhỏ cho lâm thủ nhất Lý Hòe, phần nhiều vẫn là sau khi quay về Lạc Phách Sơn, trúc lâu ngụy bách tặng cho còn sót lại. Đều là phấn dũng trúc từ Thanh Thần Sơn dời tới Kỳ Đông Sơn, sau khi mua bán ở Thanh Phù Phường cửa ra sơ thủy quốc đã biết thanh thần sơn thần tiêu trúc giá trị liên thành, Trần Bình An càng thêm quý trọng, thế cho nên nhiều câu tốt đẹp nhìn thấy trong sách, đều phải nhấm nuốt mấy lần, mới quyết định có khắc lên trên thẻ tre hay không. Âm thần đột nhiên hỏi, có thể cho ta một thẻ tre nhỏ hay không, thẻ mà có viết thần tiên hữu biệt, âm dương tương cách, hồn dĩ định thần, phách tố kim thân, tấm thẻ đó đó. Trần Bình An không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, không được. Ngươi tưởng ngươi là bọn bảo bình lý hoè a? muốn cái gì ta liền cho cái đó. Nhưng mà Trần Bình An lập tức nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ở ngõ nhỏ, âm thần giáp mặt vạch Trần Tâm Tư của Trịnh Đại Phong, mặc kệ có phải ý của Dương Lão Nhân hay không, mình vẫn nên nhớ ơn, nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, Trần Bình An lập tức hào phóng hẳn lên, tốt thôi, đưa ngươi thì đưa ngươi, một tấm thẻ tre mà thôi. Âm thần tuy không hiểu vì sao Trần Bình An sửa đổi tâm ý, trước đó nó vì tâm ý bức thiết, cho nên nói ra quá mức trắng trợn, thật ra âm thần không muốn chiếm tiện nghi này, mỉm cười giải thích nói, bên ta còn chưa nói dứt lời, thật ra là muốn mua của ngươi tấm thẻ tre đó, 10 đồng cốc vũ tiền, như thế nào? Trần Bình An mới từ phương thốn vật xuất ra tấm thẻ tre kia, sau khi nghe được ba chữ cốc vũ tiền, nhất thời có chút da đầu phát tê, nghi hoặc nói, cho dù thẻ tre là thanh thần sơn phấn dũng trúc chế thành, thì sẽ có giá trị hơn một chút, nhưng cũng không đáng giá tới mức giá trên trời dọa người như vậy chứ âm thần lạnh nhạt cười nói bán cho bất luận kẻ nào khác nhiều lắm chính là mấy đồng tiểu thử tiền nhưng đối với ta mà nói tấm thẻ tre này cộng thêm lời nói bên trên sẽ có cái giá đó như thế nào ngại giá quá cao không bán phải rẻ hơn một chút mới bằng lòng bán vậy một đồng tiểu thử tiền trần bình an đứng lên đưa tấm thẻ tre qua cười ha ha nói triệu lão tiên sinh giữ lấy đi âm thần một tay tiếp nhận thẻ tre tay kia trong lòng bàn tay chất đống 10 đồng cốc vũ tiền, Trần Bình An tiếp nhận nắm cốc vũ tiền linh khí dạt vào, nhìn chầm chầm một lát, sau đó nhanh chóng thu vào phương thốn vật. Âm thần treo gẹo nói, không xác định được thật giả. Chế tạo tiểu thử tiền cùng cốc vũ tiền, ở trên núi ùng ùng chất đống. Trần Bình An cười nói, ta vốn cũng chưa nhìn thấy cốc vũ tiền thực thụ, nhưng mà ta tin triệu lão tiên sinh. Trần Bình An cũng không uống rượu, buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm có chứa phi kiếm 15 ở bên hông. Tiểu tuyết tiền, tương đương với 1.000 lượng bạc của thế tục vương triều. Một đồng tiểu thử tiền, bằng với 100 đồng tiểu tuyết tiền. Một đồng cốc vũ tiền, lại đồng giá với 10 đồng tiểu thử tiền. Đây là cái gọi là ngàn trăm mười trong tiền giao dịch trên núi. Về phần đồng tiền kim tinh đặc chế cho ly châu động thiên, so với cốc vũ tiền còn trân quý hơn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.